Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 3. Sau khi trở về đại điện của mình, Diệp Quân lập tức bắt đầu tu luyện. Đột phá thông u. Lúc chiến đấu với người khổng lồ kia, hắn đã phát hiện ra một điểm yếu của mình, đó chính là thiếu hụt huyền khí. Đặc biệt là trong lúc điều khiển khí kiếm, huyền khí thiếu hụt trầm trọng. Cảnh giới vạn pháp đã không còn đủ để hắn thi triển thuật ngự kiếm. Phải nâng cao cảnh giới thôi. Sau khi có công pháp cấp tiên, việc đột phá cảnh giới thông u thật sự quá đơn giản. Chưa tới 2 ngày, Diệp Quân đã đột phá từ cảnh giới vạn pháp lên cảnh giới thông u rồi. Sau khi bước vào cảnh giới thông u, thực lực tổng thể của hắn lại có một bước nhảy vọt về chất, đặc biệt là về phương diện dùng khí ngự kiếm. Ngoài ra, tốc độ phi kiếm của hắn ít nhất phải nhanh gấp đôi so với trước đây. Hắn không vội đột phá cảnh giới thần phách, vì hắn quá hiểu đạo lý dục tốc bất đạt. Đôi lúc đối với đàn ông, nhanh quá không phải là chuyện tốt. Chuyện này cũng giống chuyện ấy. Phải ổn định cảnh giới từng bước một. Thế nên, mỗi ngày Diệp Quân đều đến tầng thứ 9 tháp thí luyện. Người khổng lồ kia luôn tồn tại, không phải phá ải xong thì sẽ biến mất. Đương nhiên, mỗi người thì chỉ có thể phá ải một lần, những lần sau cho dù có đánh bại được người khổng lồ kia thì cũng không có phần thưởng. Lần này Diệp Quân đến là để một mình khiêu chiến người khổng lồ. Rèn luyện năng lực thực chiến của mình. Giữa chiến trường, người khổng lồ cầm rìu, vừa nhìn thấy Diệp Quân là chém tới. Tuy cảnh giới của Diệp Quân đã tăng lên nhưng hắn vẫn không thể nào đánh trực diện với người khổng lồ này được, chỉ có thể tránh né một cách thảm hại. Mà hắn cũng không định đánh trực diện với gã khổng lồ này. Đánh với gã khổng lồ này, hắn phải đánh theo chiến thuật lấy mạnh bù yếu. Hắn linh hoạt hơn người, thế nên hắn phải tận dụng được ưu thế của tính linh hoạt. Giống với tầng thứ 8, hắn bắt đầu điên cuồng tránh né, sau đó dần làm quen với lối đánh của người khổng lồ, cuối cùng tìm ra sơ hở của đối phương. Hắn cũng hiểu cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nhưng cũng phải xem đối thủ là ai, bây giờ thực lực của hắn kém xa người khổng lồ nên chỉ có thể chọn cách hơi bị ổi. Mới đầu Diệp Quân rất thê thảm, rất nhiều lần chật vật lắm mới thoát được đòn công kích của người khổng lồ. Nhưng thời gian dần trôi, Diệp Quân bắt đầu làm quen được với lối đánh của gã khổng lồ, đồng thời cũng học được cách phản công. Phải phản công ngay khoảnh khắc người khổng lồ hạ rìu. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng năng lực phòng ngự của gã khổng lồ quả thực quá biến thái, dù uy lực phi kiếm của hắn đã tăng đáng kể nhưng vẫn không thể tạo thành thương tích chí mạng cho gã, chỉ có thể cắt từng chút một. Thời gian cứ chậm rãi trôi, Diệp Quân điên cuồng chém người khổng lồ, giống với lúc trước. Cổ họng gã khổng lồ dần dần bị Diệp Quân cứa ra một đường. Diệp Quân cũng không dám tham lam, mỗi lần có cơ hội hắn chỉ xuất một kiếm, xuất xong một kiếm thì lập tức tránh né. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Vết cắt nơi cổ họng người khổng lồ càng lúc càng lớn. Tinh thần Diệp Quân lúc này vô cùng căng thẳng, vì gã khổng lồ kia có thể mắc vô số sai lầm nhưng hắn thì không thể sơ suất dù chỉ một lần. Để sơ sẩy một lần thôi là hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Lại qua thêm một ngày nữa. Gã khổng lồ vừa chém rìu xuống, Diệp Quân đột nhiên vung kiếm chém vào cổ họng gã. Bù! Đầu gã khổng lồ bay vút ra ngoài. Diệp Quân liên tiếp lùi sau, không ngoài dự liệu, lúc đầu gã khổng lồ bay ra thì tay gã nắm chặt rìu quét quanh bốn phía. Chiếc rìu lớn mang theo nguồn năng lượng sấm chớp khủng khiếp quét qua, tiếng nổ không ngừng vang vọng. Lúc năng lượng của chiếc rìu hoàn toàn biến mất, rơi trên nền đất, Diệp Quân bỗng thở phào nhẹ nhõm rồi sụi lơ xuống đất. Sức cùng lực kiệt. Hai ngày chiến đấu cao độ thật khiến hắn muốn gục ngã. Nhưng mọi thứ đều xứng đáng. Lần chiến đấu này khiến năng lực thực chiến của hắn có bước tiến cực lớn. Thật ra hắn không quá chú trọng cảnh giới cho lắm, cảnh giới chỉ là một thước đo, điều hắn thật sự để ý chính là năng lực thực chiến. Nhiều lúc, hai người cùng cảnh giới nhưng năng lực thực chiến lại khác nhau một trời một vực. Điều đáng nói là hắn vẫn chưa sử dụng kiếm hành đạo, nếu dùng kiếm hành đạo thì hắn tin chắc mình có thể giết gã khổng lồ chỉ trong vòng một hiệp giao chiến. Lớp phòng ngự của người khổng lồ có thể chống được khí kiếm của hắn nhưng tuyệt đối không chống được kiếm hành đạo. Nhưng hắn không dùng, vì hắn không muốn quá phụ thuộc vào vật ngoài thân. Kiếm hành đạo vẫn nên giữ lại dùng vào thời khắc then chốt. Sau khi nằm trên đất nghỉ ngơi một hồi lâu,
lúc Diệp Quân chuẩn bị rời đi thì một chàng trai bỗng nhiên xuất hiện. Gặp người ngay, Diệp Quân thấy bất ngờ. Người đến chính là Tiêu Qua. Gặp Diệp Quân, Tiêu Qua cũng thấy bất ngờ. Y nhìn chiếc rìu lớn rơi trên đất ở gần đó rồi hỏi, Diệp huynh, huynh vừa xử xong gã to xác đó rồi à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tiêu Qua giơ ngón tay cái, lợi hại. Diệp Quân mỉm cười, huynh cũng tới khiêu chiến gã khổng lồ đó à? Tiêu Qua gật đầu, đúng vậy. Ta thu hoạch được rất nhiều sau trận chiến trước đây. Thế nên ta muốn tới một mình khiêu chiến gã lần nữa. Diệp Quân bật cười, hắn biết, nhiều khi chỉ có một cách để đối mặt với nỗi sợ, đó chính là vượt qua nó. Từ sau khi hai người họ đánh thắng người khổng lồ thì cả hai đều không sợ hãi gã nữa. Diệp Quân cười nói, Tiêu huynh, huynh lên đi, ta phải về rồi. Tiêu Qua gật đầu, được. Diệp Quân quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, tầng thứ 9 lại vang vọng tiếng đánh nhau. Sau khi rời khỏi tháp thí luyện, Diệp Quân tới tàng thư các của thư viện Quan Huyên, ở đây có đủ các loại sách. Đọc sách, cũng giống như ở Diệp Phủ, ngoài thời gian tu luyện, việc hắn thích nhất chính là đọc sách. Đọc sách có thể nâng cao tư tưởng, phát hiện ra sự nông cạn và thấu hiểu nhân tính của chính mình. Hơn nữa, đọc sách cũng có lợi cho việc tu luyện. Đọc sách khiến người ta tĩnh tâm, tập trung và tự xét lại mình. Còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày tỉ võ với Nam Huyền, mỗi ngày ngoài thời gian tu luyện ở tháp thí luyện ra, Diệp Quân đều đọc sách. 3 ngày trước khi lên đài sinh tử, Nam Huyền ra khỏi tháp thí luyện. Ở một đỉnh núi nào đó, Nam Huyền đang ngồi xếp bằng, xung quanh hắn ta toát ra khí tức mạnh mẽ. Cảnh giới thông u. Khổ luyện ở tháp thí luyện cũng khiến thực lực hắn ta thay đổi rất nhiều. Bấy giờ, Tiêu Các xuất hiện bên cạnh hắn ta. Ông ta nhìn Nam Huyền, con tu luyện môn võ kỹ kia đến đâu rồi? Nam Huyền tự tin đáp lời, đã luyện thành rồi ạ. Nghe vậy, Tiêu Các nở nụ cười hài lòng. Nam Huyền bỗng dưng hỏi, thời gian này Diệp Quân kia đã làm những gì ạ? Tiêu Các trả lời, mỗi ngày ngoài việc tu luyện ở tháp thí luyện thì hắn chỉ ở tàng thư các đọc sách. Nam Huyền nhíu mày, hắn luyện đến tầng mấy rồi ạ? Tiêu Các lắc đầu, ta không rõ. Để ta đi tra thử xem. Nam Huyền lắc đầu, không cần nữa đâu ạ. Tiêu Các nhìn Nam Huyền, mặt hắn ta không cảm xúc nói, 3 ngày sau con chắc chắn sẽ giết hắn. Tiêu Các cười nói, tự tin là tốt. Nam Huyền khẽ gật đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Tiêu Các quay người rời đi, chẳng mấy chốc ông ta đã đến núi thí luyện. Ông ta không nghe theo lời Nam Huyền, vì ông ta thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ông ta muốn xem thử Diệp Quân đang tu luyện ở tầng thứ mấy. Lúc này, Diệp Quân vừa ra khỏi tàng thư các thì lập tức tới tháp thí luyện, tiếp đó, hắn vào trong tháp. Tiêu Các lập tức đi theo. Tiêu Các đi theo Diệp Quân mãi đến tầng thứ 7, lúc thấy Diệp Quân vào tầng thứ 7 thì ông ta chợt thấy yên lòng. Vậy nhưng ông ta không hề đi ngay, vẫn tiếp tục đợi. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Quân ra khỏi tầng 7, lúc này trông hắn rất yếu ớt. Tiêu Các ở góc khuất nhìn Diệp Quân một cái rồi mới yên tâm rời đi. Diệp Quân đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Tháp bỗng hỏi, người đang đề phòng Nam Huyền sao? Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp không hiểu, vì sao? Diệp Quân bình tĩnh trả lời, nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ tò mò ta đang ở tầng mấy, dù hắn không tò mò thì nhất định đạo sư của hắn cũng rất tò mò. Sau ngày phá ải kia... Mỗi lần hắn đều bắt đầu từ tầng 7 dịch chuyển lên tầng 8, rồi từ tầng 8 dịch chuyển lên tầng 9, sau cùng trở về theo lối cũ. Hắn làm vậy là để đề phòng bất trắc. Hắn không sợ Nam Huyền, hắn chỉ sợ sau khi đối phương biết thực lực thật sự của mình thì từ bỏ việc lên đài sinh tử. Tiểu Tháp hỏi, cẩn thận chút là việc đúng đắn, nên duy trì. Diệp Quân khẽ nói, còn 3 ngày nữa. Thật ra hắn không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa. Nhưng hết cách, bây giờ hắn chưa phải là nhân vật vô địch đến nỗi có thể xem thường thư viện Quan Huyên. Thêm vào đó, hắn cũng không muốn rước thêm phiền phức về cho phí bán thanh. Cứ đợi vậy. Lúc này, Tiêu Qua đột nhiên bước ra, y nhìn Diệp Quân rồi cười nói, ta cũng thành công rồi. Thời gian này, mỗi ngày Tiêu Qua cũng đang điên cuồng khiêu chiến người khổng lồ. Cuối cùng hôm nay y đã thành công đánh bại gã rồi. Diệp Quân mỉm cười, Tiêu huynh, chúc mừng. Tiêu Qua tươi cười,
rồi ngồi xuống thềm đá bên cạnh nói, Diệp huynh, nói chuyện chút đi. Diệp Quân gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Qua. Tiêu Qua trầm giọng bộc bạch, thời gian này ta đã cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng. Lần đầu gặp phải người khổng lồ, ta chỉ có một cảm giác, đó chính là sợ hãi. Sâu thẳm trong thâm tâm ta thấy mình không thể thắng được gã. Chính vì nguyên nhân này mà những ngày sau đó ta không có cả dũng khí để đấu với gã. Nói rồi, y quay đầu nhìn Diệp Quân, nói thật, ta phải cảm ơn huynh. Nếu hôm đó không phải huynh mời ta cùng đánh với tên khổng lồ thì có lẽ đến tận bây giờ ta vẫn còn chìm trong sợ hãi, không thể nào thoát được. Diệp Quân cười nói, hôm đó một mình ta đối diện với gã, ta cũng rất sợ hãi, hoàn toàn không có dũng khí để chiến đấu, nếu không có huynh, ta cũng sẽ lựa chọn chạy trốn. Tiêu Qua cười ha ha, rồi lại nói, Diệp huynh, con người huynh thật thú vị, ta cảm thấy huynh thích hợp làm chủ tịch học viên của thư viện. Huynh làm chủ tịch học viên, ta tâm phục khẩu phục. Diệp Quân nhìn Tiêu Qua, theo ta biết thì huynh là đệ tử thân truyền của viện trưởng thư viện, huynh mới nên là chủ tịch học viên. Tiêu Qua lắc đầu, ta không có hứng thú. Diệp Quân không hiểu, sao vậy? Tiêu Qua ngẩng đầu nhìn chân trời, cười đáp, tim ta không ở đây, mà là ở thượng giới kia, ở trung thổ thần châu kia. Diệp Quân nhíu mày, trung thổ thần châu. Tiêu Qua gật đầu, trên thượng giới chính là trung thổ thần châu. Trung thổ thần châu trị vì hàng nghìn thế giới lớn nhỏ, mà mục tiêu cuối cùng của các thiên tài ở những thế giới này chính là trung thổ thần châu. Ở đó, thế gia nhiều như nấm, vạn tộc tranh hùng, vô số anh tài hào kiệt xuất hiện, thật sự là ngọa hổ tàng long. Nói rồi y lại nhìn Diệp Quân, ta và huynh ở vùng đất Nam Châu nho nhỏ này thì cũng được xem là thiên tài mạnh nhất. Nhưng ở nơi đó, thật sự chỉ là kẻ rất bình thường mà thôi. Nói đến đây, y lại lắc đầu cảm thán, thật ra còn có một nơi đáng sợ hơn nữa, chính là Tổng viện của Thư viện Quan Huyền ở Vũ trụ Quan Huyền. Mục tiêu cuối cùng của thiên tài trong những thư viện ở hàng vạn thế giới kia chính là được đến nơi đó. Đáng tiếc, nơi mà chúng ta muốn đến kia, thật sự quá khó, khó đến nỗi khiến người ta thấy tuyệt vọng. Diệp Quân chìm vào im lặng. Thế giới rất rộng lớn. Nam Châu thì rất nhỏ, một con người lại càng nhỏ bé. Tiêu Qua cười, nếu huynh làm chủ tịch học viên. Diệp Quân chợt lắc đầu, ta cũng không hứng thú. Tiêu Qua sửng sốt, Diệp Quân cười, ngày sau ta phải nổi danh ở Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải phân tranh với vô số thiên tài ở Tổng viện của Thư viện Quan Huyên. Tiêu Qua ngẩn người, sau đó cười ha ha, thật có chí hướng. Mẹ kiếp, ta cũng phải nổi danh ở Trung Thổ Thần Châu. Ta cũng muốn phân tranh với những thiên tài của Tổng viện Thư viện Quan Huyên kia. Diệp Quân cười, sau đó quay người vẫy tay, ta đi đọc sách đây. Lần sau gặp lại. Sau khi Diệp Quân rời đi, Tiêu Qua cũng rời đi. Nhưng y vừa đi được vài bước thì một người thanh niên đã xuất hiện trước mặt y. Người đến chính là Nam Huyền. Thấy Nam Huyền, Tiêu Qua hơi bất ngờ, ngươi là. Nam Huyền chắp tay chào, Tiêu huynh. Tại hạ là Nam Huyền của nhà họ Nam. Nam Huyền. Tiêu Qua chớp mắt, ngươi chính là người sắp lên đài sinh tử đấy à? Nam Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiêu Qua cười hỏi, có chuyện gì không? Nam Huyền cười mỉm, nghe nói Tiêu huynh đã phá được tầng thứ 9, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng, hôm nay cố tình đến để làm quen với Tiêu huynh, muốn kết bạn với huynh. Nói rồi hắn ta chợt hỏi, vừa nãy người nói chuyện với Tiêu huynh là Diệp Quân đúng không? Tiêu Qua gật đầu, đúng vậy. Nam Huyền trầm giọng nói, Tiêu huynh phải cẩn thận với tên Diệp Quân này đấy. Tiêu Qua nhíu mày, sao vậy? Vẻ mặt Nam Huyền nặng nề, kẻ này lòng dạ độc ác, lại quỷ kế đa đoan, thích vu cáo hãm hại người khác. Quan trọng nhất là ta từng nghe nói, hắn không phục Tiêu huynh, muốn tranh giành chức chủ tịch học viên. Tiêu Qua bỗng nhấc chân đá một cước, tốc độ cực kỳ nhanh, Nam Huyền vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá vào bụng. Bịch, Nam Huyền bay thẳng ra sau mười mấy trượng. Nam Huyền ngơ ngác, Tiêu Qua lạnh lùng nhìn hắn ta, con người ta không ghét những kẻ thích dùng mánh khóe, cũng không ghét những kẻ dở thói thông minh vặt, nhưng ghét kẻ khác xem ta là tên ngốc. Ngươi muốn ta với Diệp huynh xảy ra mâu thuẫn, để ta đi đối phó với huynh ấy. Ta không hiểu nổi, mẹ kiếp, trông ta giống kẻ ngốc đến vậy sao? Hả? Nam Huyền. Tiêu Qua lắc đầu, vốn định đánh ngươi thêm một trận. Nhưng nghĩ lại, loại người như ngươi không xứng để ta phải ra tay.
Nói xong y phủi bụi sau quần rồi quay người rời đi. Sắc mặt của Nam Huyền ở đó trở nên vô cùng khó coi. Hai ngày sau đó, đêm khuya, Diệp Quân vừa nằm vừa ngồi trên thềm đá trước đại điện, đầu gối trên hai tay nhìn trời. Nay là đêm rằm, mặt trăng được vô số sao trời ôm ấp. Nhìn mảnh trời đó, trong lòng hắn tràn đầy nhiệt huyết. Tiếc là bây giờ hắn vẫn chưa thể ngự kiếm đi vào nơi sâu thẳm trên bầu trời. Thực lực chưa đủ. Lúc này, một mùi hương thoang thoảng bay tới. Phí Bán Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn, bà ấy nhìn trời, mai lên đài sinh tử, có lòng tin không? Diệp Quân mỉm cười, đương nhiên rồi. Phí Bán Thanh dặn dò, không được khinh địch. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta phải chuẩn bị để lên thượng giới rồi. Diệp Quân quay đầu nhìn bà ấy, thượng giới. Phí Bán Thanh gật đầu, cuộc tỷ võ 10 năm một lần sẽ được tổ chức vào 3 tháng sau, chúng ta phải lên thượng giới trước. Diệp Quân trầm giọng hỏi, đạo sư, phải làm sao mới vào được Tổng viện Thư viện Quan Huyên? Phí Bán Thanh lắc đầu, khó, khó lắm. Diệp Quân hỏi, khó thế nào ạ? Phí Bán Thanh cười đáp, có vô số Thư viện Quan Huyên trong vũ trụ mênh mông này. Mà mục tiêu của học sinh trong vô số thư viện Quan Huyên này đều là đến Tổng viện. Muốn vào được Tổng viện ngươi phải đánh mãi, đánh thắng hết các thiên tài của tất cả các phân viện. Diệp Quân trầm mặc. Thật khó. Phí Bán Thanh cười nói, ta biết ngươi không cam tâm làm người bình thường. Nhưng giờ đừng nghĩ đến việc vào Tổng viện, cứ đi vững từng bước một là được. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Phí Bán Thanh bỗng xòe tay ra. Một chiếc áo giáp màu vàng kim xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân sửng sốt. Phí Bán Thanh nói, đây là áo giáp cấp thiên, ta chỉ có một chiếc này thôi, cho ngươi mượn một ngày. Diệp Quân nhìn chiếc áo giáp, trên đó còn tỏa ra mùi hương man mát. Diệp Quân lắc đầu, đạo sư, không cần đâu ạ. Phí Bán Thanh nhìn hắn, chẳng phải đã nói không được khinh địch sao? Diệp Quân cười khổ ta. Phí Bán Thanh đặt giáp vào tay Diệp Quân, sau đó quay người đi, mai ta đến xem ngươi biểu diễn. Nói rồi, bà ấy đi mất. Diệp Quân ngồi đó nhìn chiếc áo giáp trên tay, trầm mặc không nói gì. Cuối cùng, hắn cất giáp đi. Diệp Quân nằm xuống, tiếp tục ngắm trời. Như nhớ đến điều gì, hắn bỗng hỏi, tháp gia, mẫu thân của ta là ngươi như thế nào? Tiểu tháp im lặng một hồi rồi mới đáp, là một người rất lợi hại. Diệp Quân vội hỏi, lợi hại lắm sao? Tiểu tháp nói, đúng vậy, bà ấy khiến người ta rất kính phục. Diệp Quân trầm giọng hỏi, bây giờ bà ấy đang bị giam ở gia tộc họ Diệp sao? Tiểu tháp đáp, đúng vậy. Diệp Quân đột nhiên nói, phải đạt đến trình độ nào mới có thể cứu được bà ấy? Tiểu tháp im lặng một lát rồi trả lời, ít nhất cũng phải trở thành một đại kiếm tiên đã. Đại kiếm tiên? Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, ta sẽ trở thành đại kiếm tiên. Tiểu tháp hơi do dự rồi nói, đừng hận bà ấy. Bà ấy cũng bất đắc dĩ mới phải nuôi cậu ở bên ngoài, nếu không cũng sẽ không để ta theo cậu. Diệp Quân gật đầu, ta cũng đoán được vài chuyện rồi. Nếu cha mẹ thật sự tuyệt tình thì sẽ không phái tiểu tháp theo hắn, đồng thời còn để lại truyền thừa kiếm đạo cho hắn. Tiểu tháp thầm thở phào, nói cố gắng tu luyện cho tốt. Đến lúc ta sẽ đưa ngươi đi kế thừa. À, ý ta là đến lúc ta sẽ đưa ngươi đi cứu mẫu thân của ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Ở một đỉnh núi nào đó, Nam Huyền đang ngồi xếp bằng trên đất. Lúc này, một ông già bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn ta, ông già cúi đầu sâu hành lễ với hắn ta, thiếu gia. Nói rồi, ông ta lấy ra một chiếc hộp đen đưa cho Nam Huyền, gia chủ biết ngài sắp lên đài sinh tử với kẻ kia. Ngài ấy đặc biệt phái lão nô đến giao vật này cho ngài. Nam Huyền mở hộp ra, bên trong là một chiếc áo giáp màu đen tuyền. Nam Huyền nheo mắt lại, giáp cấp thiên. Ông già trầm giọng nói, giáp huyền quy cấp thiên cực phẩm. Chiếc giáp này được làm từ 108 chiếc vảy của huyền quy. Bên trên còn có trận pháp phòng ngự được đích thân đại sư Phù Văn vẽ lên, có thể đỡ được một chiêu toàn lực của cường giả cảnh giới thần phách mà không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Nghe vậy, Nam Huyền chợt thấy phấn khích hẳn lên, chú Nam chính, nhà họ Nam ta còn có bảo vật cỡ này à?
Nam Chính cười ngạo nghễ, nhà họ Nam ta là một trong ba thế gia của Nam Châu, nói sao cũng phải có chút nền tảng chứ. Tộc trưởng biết mai cậu phải lên đài sinh tử với Diệp Quân kia nên phái lão nô đem bảo vật này đến cho cậu ngay trong đêm. Nam Huyền nhìn giáp huyền quy trong tay, lạnh giọng nói, có bảo vật này, ta sẽ đứng ở thế bất bại. Nam Chính gật đầu, sau đó lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Nam Huyền. Hắn ta ngờ vực hỏi, đây là... Nam Chính cười trả lời, thiếu gia mở ra xem đi. Nam Huyền mở hộp ra, bên trong có hai viên đan dược bóng láng, trơn nhẵn, tỏa ra một mùi hương thơm dịu, ngửi vào khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đồng tử Nam Huyền co lại, kinh ngạc hỏi, đây là đan dược cấp thiên sao? Nam Chính gật đầu, phục xuân đan cấp thiên, chỉ cần cậu không bị giết chết thì dù bị thương nặng cỡ nào, uống viên đan dược này xong vết thương sẽ hồi phục trong thời gian ngắn nhất. Nói rồi ông ta dừng lại một lát, sau đó lại nói, loại đan dược này nhà họ Nam ta có tổng cộng 5 viên. Nam Huyền trầm giọng nói, ngày mai, ta chắc chắn sẽ giết chết Diệp Quân kia. Nam Chính gật đầu, tộc trưởng tin tưởng thực lực của cậu. Chỉ cần Diệp Quân chết thì hắn sẽ không còn bất cứ giá trị nào nữa, đến lúc đó nhà họ Nam ta sẽ có thể diệt trừ tận gốc gia tộc họ Diệp ở thành Hoang Cổ. Nói rồi, ánh mắt ông ta hằn lên tia dữ tợn. Nhà họ Nam ta muốn người đời hiểu rõ rằng kẻ dám mạo phạm nhà họ Nam ta, chắc chắn chỉ có đường chết. Nam Huyền nhận hai viên đan dược và giáp huyền quy kia, lúc trước, ta chỉ nắm chắc được 7 phần trong việc giết Diệp Quân. Bây giờ ta đã nắm chắc 10. Ngoài hai viên đan dược và giáp huyền quy, hắn còn có một môn võ kỹ cấp thiên. Có thể nói, đừng nói là giết một cường giả cảnh giới thông u, dù là cường giả cảnh giới thần phách cũng có thể đấu thử một phen. Suy cho cùng, dù là võ kỹ cấp thiên hay là giáp huyền quy, ở giai đoạn này đều được xem như là sự tồn tại nghịch thiên. Đánh nhau không chỉ dựa vào thực lực, mà còn phụ thuộc vào tiền tài và trang bị. Gia tộc họ Diệp của Diệp Quân chỉ là một gia tộc nho nhỏ, lấy cái gì để đối đầu với nhà họ Nam? Nghĩ vậy, Nam Huyền chợt nở nụ cười. Nam Chính lại nói, thiếu gia, gia chủ đã dặn, Diệp Quân này có thể được phí bán thanh khen ngợi thì chắc có điểm hơn người. Thế nên dù ngài có nắm chắc 10 phần cũng không được khinh địch, đề phòng bị lật thuyền trong mương. Nam Huyền gật đầu, ta hiểu. Yên tâm đi, ta sẽ không khinh thường hắn đâu. Trận chiến ngày mai ta sẽ dốc toàn lực, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nam Chính cười bảo, vậy thì tốt. Nam Huyền chậm rãi khép mắt lại, ta thấy hơi nôn nóng rồi. Nam Chính gật đầu, nhà họ Nam ta cũng thấy khá mong chờ. Chỉ cần ngày mai Diệp Quân chết. Cường giả nhà họ Nam ta sẽ lập tức tới diệt gia tộc họ Diệp ở thành Hoang Cổ. Nam Huyền nhíu mày, vậy phí đạo sư. Nam Chính cười, yên tâm, chỉ cần Diệp Quân chết, phí đạo sư kia tuyệt đối sẽ không vì một kẻ đã chết mà trở mặt với nhà họ Nam ta đâu, làm vậy không đáng. Nam Huyền gật đầu, vậy cũng đúng. Nói rồi hắn ta quay đầu nhìn về núi Bán Thanh, nở nụ cười lạnh lẽo. Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng ở chân trời. Học viên của Thư viện Quan Huyên đã nô nức kéo đến đài sinh tử. Chẳng mấy chốc mà xung quanh đài sinh tử đã có đến hàng vạn học viên vây xem. Lúc này, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, một thanh niên chậm rãi đáp từ trên trời xuống đài sinh tử. Thanh niên mặc một bộ trường bào màu mây trắng, hai tay chắp sau lưng, vạt áo phấp phới bay dù trời chẳng có gió. Người này chính là Nam Huyền. Nhìn thấy Nam Huyền, những kẻ ủng hộ hắn ta chợt reo hò. Là một trong ba đại thiên tài trước đây của Thư viện Quan Huyên, đương nhiên hắn sẽ có một số lượng người theo ủng hộ nhất định. Nam Huyền khép hờ đôi mắt, trầm lặng không nói gì. Lúc này, những cột đá xung quanh cũng xuất hiện vài người. Phi Bán Thanh cũng đã đến từ sớm, hai mắt bà ấy khép hờ, không biết đang nghĩ gì. Cách bà ấy không xa chính là đạo sư của Nam Huyền Tiêu Các. Ông ta nhìn Phí Bán Thanh mà không nói gì. Tống Tử cũng đứng một bên, ông ta nhìn Tiêu Các, vẻ mặt không thiện lành cho lắm. Ngày trước, Tôn Hùng suýt chút đã bị Nam Huyền này hại chết rồi. Thù này, đương nhiên ông ta sẽ không quên. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện. Thấy người đến, mọi người có mặt đều đồng loạt hành lễ, bái kiến viện trưởng. Người đến chính là viện trưởng của Thư viện Quan Huyên, Chu Phu. Chu Phu khẽ cười, nói, không cần đa lễ.
Nói rồi ông ấy nhìn sang một người thanh niên đứng trên cột đá bên tay phải cách đó không xa, đó chính là Tiêu Qua. Lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện giữa không trung. Thấy người này, mọi người bỗng sôi nổi hẳn lên. Nạp Lan Ca. Giây phút Nạp Lan Ca xuất hiện, ánh mắt của vô số nam học viên bỗng ngây dại cả ra. Bây giờ ở Thư viện Quan Huyên, Nạp Lan Ca được xưng là đệ nhất mỹ nữ. Vô số người ái mộ cô. Nạp Lan Ca đáp trên một cột đá, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, một chàng trai xuất hiện cách Nam Huyền không xa. Chính là Diệp Quân. Thấy Diệp Quân đến, bầu không khí trên sân được đẩy lên cao trào. Một trận đại chiến đỉnh cao sắp bắt đầu. Cùng với sự xuất hiện của Diệp Quân, Nam Huyền dần mở mắt. Hắn ta nhìn Diệp Quân với nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi. Vẻ mặt Diệp Quân vô cùng bình thản. Bấy giờ, Chu Phu xuất hiện giữa hai người. Ông ấy nhìn cả hai, nếu bây giờ hai người muốn rút lui thì vẫn còn kịp. Nam Huyền khẽ cười đáp, nếu bây giờ rút lui, há chẳng phải trở thành trò cười lớn nhất của cả thư viện sao? Nói rồi hắn ta nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Chu Phu rồi khẽ hành lễ, viện trưởng, bắt đầu đi ạ. Chu Phu gật đầu, nếu đã vậy thì bắt đầu từ giây phút này, hai người quyết chiến, sống chết do trời. Nói rồi ông ấy xoay người biến mất. Nam Huyền nhìn Diệp Quân, khẽ cười rồi chắp tay sau lưng, Diệp Quân, ngày này năm sau sẽ là ngày. Ngay lúc này, một thanh khí kiếm xẹt ngang qua chiến trường, nhanh như chớp. Diệp Quân không phí bất cứ lời nào, cũng không để cho Nam Huyền nói thêm, trực tiếp ra tay. Bù! Nam Huyền vừa phản ứng lại, định ra tay nhưng đã muộn. Cổ họng hắn ta bị cắt đứt, máu tươi phun ảo ạt, không thể nói tiếp được. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều như hóa đá. Chuyện gì vậy? Trên cột đá, Phi Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, bà ấy không ngờ Diệp Quân lại thẳng tay xuất kiếm. Bên dưới, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Không chỉ những học viên đó, những đạo sư đứng trên cột đá, bao gồm cả Chu Phu cũng sững sờ. Lúc Chu Phu phản ứng lại thì sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Còn Tiêu Các kia thì mặt xám như tro tàn, nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt khó tin. Bên dưới, Diệp Quân lắc đầu, vì sao trước khi đánh nhau luôn thích nói mấy lời châm chọc? Làm vậy có thể giúp ngươi nâng cao năng lực chiến đấu không? Hay là ngươi muốn dùng lời nói để giết chết ta? Phía trước Diệp Quân, hai tay Nam Huyền bịt chặt cổ họng đang không ngừng phun máu của mình, hắn ta không thể tin nổi nhìn Diệp Quân, khàn giọng nói, ngươi, kiếm tu, đánh lén, không có võ đức, bù, lại một thanh khí kiếm nữa đâm xuyên giữa ấn đường Nam Huyền. Nam Huyền lập tức ngã ra sau, nhát chém bồi. Diệp Quân khẽ lắc đầu, viện trưởng đã nói bắt đầu rồi, do ngươi lo nói nhảm, trách được ta sao? Đối với hắn, nói nhảm trước khi đánh nhau là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Diệp Quân bước tới trước mặt Nam Huyền, sau đó lục soát người hắn ta. Lúc soát ra được hai viên đan dược cùng chiếc áo giáp huyền quy kia, hai mắt hắn chợt sáng lên, vội thu những thứ kia vào. Phát tài rồi. Hắn không lựa chọn đại chiến mấy trăm hiệp với đối phương, vì không cần thiết. Chuyện một nhát kiếm có thể giải quyết được thì sao phải tốn sức, tốn thời gian. Hành sự khiêm tốn, giết người khoa trương, kiếm tu, hắn là kiếm tu. Lúc này, bỗng một ai đó hô lên. Nhất thời, tất cả mọi người đều hoàn hồn. Đây là kiếm tu. Mọi người lại một phen nhốn nháo. Thật khó tin. Diệp Quân không quan tâm, hắn bay tới trước mặt Nạp Lan Ca, giơ tay trái ra kiếm đâu. Bù, kiếm hành đạo chợt bay ra, sau đó lượn một đường tuyệt đẹp trong không trung. Cuối cùng vững vàng đáp dưới chân hắn. Diệp Quân đứng trên kiếm hành đạo, sau đó giơ tay phải ra với Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca nhìn hắn, cười mỉm rồi đặt tay phải của mình lên tay Diệp Quân, sau đó cô bước lên kiếm hành đạo. Tay trái Diệp Quân khẽ nâng eo Nạp Lan Ca, tay phải chỉ đạo kiếm, đi. Bù! Kiếm hành đạo hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng lên trời, xuyên phá tầng mây. Ở dưới mọi người cùng nhìn lên trời. Trong mắt những cô gái toàn là sự ngưỡng mộ. Tiêu Qua đứng một bên nhìn đường chân trời, khẽ nói, ra vẻ quá đi. Trên đài sinh tử, Nam Huyền lặng lặng nằm đó, máu nơi cổ họng vẫn không ngừng phun ra. Bốn bề tịch mịch,
Vốn tưởng đây sẽ là một trận đại chiến đỉnh cao, nhưng chẳng thể nào ngờ được, nó lại kết thúc thế này. Chỉ một nhát kiếm. Ấy thế mà đến một nhát kiếm của Diệp Quân, Nam Huyền cũng không cản được. Ngoài sự kinh hãi, trong lòng mọi người lại thấy phấn khích nhiều hơn. Kiếm tu. Vậy mà thư viện Quan Huyên lại có một kiếm tu. Trên cột đá, Chu Phu nhìn Phí Bán Thanh, cười nói, sư muội giấu kỹ quá nha. Phí Bán Thanh im lặng, bà ấy cũng không ngờ Diệp Quân lại đột nhiên xuất kiếm, để lộ thân phận kiếm tu của mình. Hắn nghĩ thế nào vậy? Sau một hồi trầm tư, bà ấy khẽ nói, người muốn đứng trước mặt con bé nói với tất cả mọi người rằng, vị hôn phu của nó là người rất ưu tú sao? Nói đến đây, bà ấy lắc đầu cười, thằng nhóc này. Rất rõ ràng, Diệp Quân làm như vậy chắc chắn có một phần là do nguyên nhân này. Đồng thời hắn cũng muốn nói cho người khác biết rằng, đừng ai có suy nghĩ nhòm ngó Nạp Lan Ca nữa. Lúc này, Tiêu Các bỗng xuất hiện trên đài sinh tử. Ông ta không nói gì mà chỉ ôm thi thể của Nam Huyền biến mất nơi đường chân trời. Phí Bán Thanh nhìn Tiêu Các rời đi, không nói lời nào. Tống Tử đứng bên đột nhiên nói, yên tâm, ông ta không dám làm bừa. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi. Tất cả mọi người giải tán. Chuyện Diệp Quân là kiếm tu cũng nhanh chóng truyền khắp thư viện Quan Huyên. Kiếm tu. Số lượng kiếm tu của cả Nam Châu ít đến đáng thương, bấy giờ thư viện Quan Huyên cũng không có kiếm tu nào cả. Nhưng bây giờ đã có một vị rồi. Thế nên Diệp Quân lập tức trở thành đề tài nóng của thư viện Quan Huyên, vô số người bàn luận. Diệp Quân đưa Nạp Lan Ca vào giữa tầng mây, hai người ngồi trên kiếm hành đạo. Cuối tầm nhìn của cả hai, mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô lên, bốn bề là biển mây bồng bềnh. Nạp Lan Ca bỗng nhẹ nhàng hỏi, sao huynh lại để lộ thân phận kiếm tu? Diệp Quân cười đáp, trước đây ta giấu là lo bị người khác nhắm vào, tránh kẻ lòng dạ hiểm độc. Còn bây giờ, ta đã không sợ nữa rồi. Không sợ. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn Diệp Quân, một lúc lâu sau mới nở nụ cười xinh đẹp, huynh biết điểm thu hút người khác nhất của mình là gì không? Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, cô quay đầu nhìn đường chân trời, khẽ nói, tự tin. Diệp Quân kinh ngạc, tự tin ư. Nạp Lan Ca gật đầu, ta rất thích sự tự tin của huynh. Diệp Quân cười, thật ra, ta dùng kiếm còn vì một nguyên nhân nữa. Nói rồi hắn quay đầu nhìn chân trời xa vời vợi, ta muốn nói cho tất cả mọi người, người muội vừa ý, không hề yếu kém. Nạp Lan Ca khẽ nói, ta biết. Diệp Quân cười nhẹ, không nói thêm gì. Hai người cứ ngồi vậy ngắm nhìn đường chân trời xa tít mù khơi kia. Trong một đại điện của thư viện Quan Huyên, Chu Phu cùng tất cả đạo sư của thư viện Quan Huyên tề tựu tại đây. Chu Phu nhìn Phí Bán Thanh đang ngồi ở dưới, cười nói, sư muội, muội giấu bọn ta vất vả quá đấy. Tất cả nhìn Phí Bán Thanh, ai nấy đều lắc đầu cười. Nói thật, họ đều không ngờ Diệp Quân kia lại là một kiếm tu. Tiêu Các khép hờ hai mắt, im lặng không nói gì. Phí Bán Thanh bình thản đáp, thằng nhóc đề phòng lắm. Cậu ta sợ để lộ thân phận kiếm tu sẽ bị kẻ khác nhòm ngó, đối phó. Chu Phu khẽ gật đầu, suy nghĩ này của cậu ấy là đúng. Muội yên tâm, về chuyện cậu ấy là kiếm tu, thư viện chỉ càng vui mừng chứ tuyệt đối không nhòm ngó truyền thừa kiếm đạo của cậu ấy. Tuy thư viện Quan Huyên của chúng ta không giàu có bằng thượng giới, nhưng tuyệt đối không làm mấy chuyện bỉ ổi như bức hại học sinh của mình. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, ta biết. Chu Phu nhìn Tiêu Các bên cạnh. Tiêu đạo sư, chuyện giữa cậu ấy với Nam Huyền đến đây là kết thúc. Đây là mệnh lệnh. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Các. Bây giờ thư viện lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt cỡ này, đương nhiên không thể để kẻ khác bức hại được. Tiêu Các khẽ gật đầu, ta biết nguyên tắc. Ông ta biết, nếu mình dám ra tay với Diệp Quân thì chắc chắn sẽ bị mọi người bắt tay công kích. Chu Phu gật đầu, danh sách lên thượng giới tỷ võ đã được xác định, Tôn Hùng, Tiêu Qua, Diệp Quân. Nạp Lan Ca. Ngoài bốn người đó, các vị đạo sư cũng có thể dẫn thêm vài học sinh ưu tú cùng đi để chúng nó mở rộng tầm mắt. Mọi người gật đầu. Chu Phu cười nói, giải tán. Mọi người rời đi. Chỉ mình Phí Bán Thanh ở lại. Chu Phu nhìn Phí Bán Thanh, muội đi nói với Diệp Quân, bảo cậu ấy yên tâm về gia tộc họ Diệp. Bắt đầu từ giờ phút này, gia tộc họ Diệp và cậu ấy đều được thư viện bảo vệ. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu.
sau đó quay người rời đi. Chu Phu lắc đầu cười, kiếm tu, thật khiến người ta bất ngờ. Lúc này, Tiêu Qua bước vào, y khẽ hành lễ với Chu Phu, sư phụ. Chu Phu nhìn Tiêu Qua, y nói, hôm đó phá ải là con cùng Diệp huynh cùng phá, nhưng huynh ấy nhờ con giữ bí mật, vậy nên. Chu Phu cười, ta hiểu. Tiêu Qua khẽ gật đầu. Chu Phu nhìn y, đã cọ sát thử với cậu ấy chưa? Tiêu Qua lắc đầu, chưa ạ, nhưng huynh ấy rất mạnh, đặc biệt là tốc độ, và cả phi kiếm của huynh ấy nữa. Nếu cọ sát với huynh ấy thì con thấy hơi áp lực, đương nhiên rồi, con cũng không sợ. Chu Phu cười nói, con và cậu ấy đều không có hứng thú làm chủ tịch học viên, đúng không? Tiêu Qua gật đầu, vâng ạ. Chu Phu lắc đầu cười, ta biết ngay mà. Con biết ban đầu ta định để ai làm chủ tịch học viên không? Tiêu Qua lắc đầu, không ạ. Chu Phu trả lời, Nam Huyền. Tiêu Qua sửng sốt. Chu Phu khẽ nói, thiên tài đỉnh cấp thực thụ không thể ở Nam Châu được, các con cần một sân chơi lớn hơn. Dù là con hay Diệp Quân, hoặc Nạp Lan Ca, ba người các con đều sở hữu thiên phú và tâm tính cực tốt. Khi lên thượng giới, dù các con không lấy được thành tích tốt thì thư viện ở thượng giới cũng sẽ giữ các con lại. Tiêu Qua im lặng. Chu Phu nói tiếp, việc này đối với các con và thư viện chúng ta đều là chuyện tốt. Vì đối với thư viện, mục đích tham gia tỷ võ là để lấy được thêm nhiều tài nguyên về. Thư viện cũng sẽ không ràng buộc các con, vì các con càng ưu tú thì tương lai thư viện sẽ càng tốt. Tiêu Qua khẽ gật đầu, không nói gì. Chu Phu khẽ cười nói, ta biết, con vẫn luôn lo lắng vì chuyện này. Hôm nay ta nói với con những chuyện này để con chút bỏ gánh nặng trong lòng. Tuổi trẻ thì nên đi tranh giành, phấn đấu, phát triển bản thân. Tiêu Qua cúi người sâu hành lễ, dù sau này con ở đâu, nơi này mãi mãi là nhà của con. Chu Phu cười nói đến Nam Huyền, thật ra cậu ta là chủ tịch học viên thích hợp nhất của thư viện. Nhưng cậu ta có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là quá thích hành sự theo lối của tiểu nhân. Làm người không thể quá quân tử. Nhưng hành sự không được quá tiểu nhân. Thế nên thư viện vẫn luôn quan sát, dạy dỗ cậu ta. Tiếc là lần này cậu ta gặp phải Diệp Quân. Nói rồi ông ấy lắc đầu cười, cảm thấy hơi tiếc nuối. Tiêu Qua lắc đầu, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, không chịu được khi thấy người khác ưu tú hơn mình, làm chủ tịch học viên chắc chắn không phải là chuyện tốt cho thư viện. Chu Phu khẽ gật đầu, 3 tháng sau là tỷ võ, 1 tháng sau chúng ta sẽ lên đường đến thượng giới. Con phải chuẩn bị đi. Tiêu Qua gật đầu, vâng ạ. Chu Phu cười, đi đi. Tiêu Qua khẽ hành lễ rồi quay người rời đi. Chu Phu trầm mặc một lát rồi ra lệnh, truyền lệnh, từ bây giờ Diệp Nam được đưa lên làm học sinh nội viện, tất cả tài nguyên tu luyện tăng lên gấp 3 lần, đồng thời sẽ được đích thân chủ tịch đạo sư của thư viện là Tống đạo sư chỉ dạy. Tuân lệnh. Lời vừa dứt, một ông lão đứng trong góc khẽ hành lễ rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này, Chu Phu lại nói, còn nữa, chuẩn bị một phần đại lễ đưa đến gia tộc họ Diệp ở thành Hoang Cổ, ông đích thân đi. Sau đó chọn thêm 3 đệ tử kha khá ở gia tộc họ Diệp đưa về thư viện, đồng thời nói với Diệp Phủ rằng sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ chọn một người từ Diệp Phủ đưa vào thư viện để dạy dỗ. Vị trí cố định. Chỉ có một vài thế gia mới có đãi ngộ như thế này. Ông lão nhìn Chu Phu một cái, khẽ hành lễ rồi quay người rời đi. Chu Phu chậm rãi nhắm mắt lại. Trong một gian đại điện của nhà họ Nam, Tiêu Qua đứng giữa đại điện, trước mặt ông ta là thi thể của Nam Huyền. Lúc này, một người đàn bà xinh đẹp đang ôm thi thể của hắn ta khóc giống. Bên cạnh bà ta là một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn thi thể của Nam Huyền, sắc mặt u ám đến đáng sợ. 2 người này chính là cha mẹ của Nam Huyền. Còn một ông lão ngồi trên cao. Lão ta mặc một bộ trường bào màu đen rộng thùng thình. Lão ta nhìn thi thể Nam Huyền bên dưới, trầm lặng không nói năng gì, không biết đang vui buồn thế nào. Lúc này, Tiêu Các đột nhiên trầm giọng lên tiếng, tộc trưởng Nam Mạc, do ta đã đánh giá thấp Diệp Quân, chuyện này là lỗi ở ta. Nếu sớm biết kẻ này là kiếm tu thì chắc chắn ta sẽ không để Nam Huyền lên đài sinh tử với hắn. Nam Mạc khẽ lắc đầu, sao chuyện này có thể trách Tiêu đạo sư ngài được? Là do nó quá tự đại. Tiêu Các thở dài một hơi, sau đó nói, nhà họ Nam có người nào thích hợp không? Nếu có thì ta sẽ đưa về thư viện đích thân chỉ dạy. Nam Mạc đứng dậy, chắp tay, đa tạ.
Nói rồi lão ta vội gọi, Tiểu Phong. Vừa dứt lời, một thiếu niên 15, 16 tuổi bước ra, y bước nhanh tới trước mặt Tiêu Các, cúi sâu người hành lễ, bái kiến Tiêu đạo sư. Tiêu Các nhìn đánh giá Nam Phong một lượt, khẽ gật đầu, được. Nam Phong lập tức quỳ gối, bái kiến sư phụ. Tiêu Các gật đầu, mai theo ta tới thư viện. Nói rồi ông ta quay người rời đi. Tiêu Các vừa đi, người phụ nữ xinh đẹp kia bỗng hung dữ nói, tộc trưởng, người phải báo thù cho Huyền Nhi, Diệp Quân kia mà không chết, ta. Câm miệng. Nam Mạc đột nhiên quát, bà ta lập tức bị dọa. Nam Mạc nhìn chằm chằm người phụ nữ, nếu dám nhắc đến hai chữ báo thù nữa, lão phu đích thân đánh chết ngươi. Người phụ nữ tỏ vẻ vô cùng khó tin. Nam Mạc trầm giọng than, người này là kiếm tu, nghĩa là cậu ta đã nhận được truyền thừa kiếm đạo, nói cách khác, rất có thể sau lưng cậu ta còn có cường giả thần bí. Ngoài ra, bây giờ cậu ta là kiếm tu, sức chiến đấu đáng sợ như vậy, thư viện quan huyên chắc chắn sẽ dốc sức bồi dưỡng, nếu lúc này nhà họ Nam ta dám báo thù Diệp Quân hoặc gia tộc họ Diệp thì nhất định nhà họ Nam ta sẽ phải đối diện với họa diệt tộc. Người phụ nữ run rẩy nói, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao? Nam Mạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, bây giờ chúng ta không nên nghĩ đến chuyện báo thù, mà nên nghĩ xem kẻ này có tới báo thù nhà họ Nam ta hay không. Nói đến đây, lão nhìn Nam Phong trước mặt, con nhớ kỹ, sau khi đến thư viện quan huyên không được tỏ ý thù địch với Diệp Quân, một chút địch ý cũng không được có, gặp cậu ta thì tránh xa ra, con cứ chăm chỉ đọc sách, tu luyện. Ngoài ra không cần để tâm bất cứ chuyện gì hết, hiểu chưa? Nam Phong gật đầu, hiểu rồi ạ. Nam Mạc lại nhìn một ông lão đứng bên góc phải phòng, ông chuẩn bị một phần đại lễ rồi tới Diệp Phủ một chuyến, cứ nói rằng chuyện ở Nam Sơn ngày trước hoàn toàn là hiểu lầm, là nhà họ Nam ta đã hiểu lầm Diệp công tử, chúng ta đã điều tra rõ ràng, cái chết của Thanh Việt không liên quan gì đến cậu ta. Thôi bỏ đi, ta đích thân đi xin lỗi, như vậy trông mới đủ thành ý. Mọi người, tại núi Bán Thanh ở thư viện quan huyên, Diệp Quân đến đại điện của Phí Bán Thanh, thấy hắn đi vào, bà ấy cười nói, chúc mừng nhé. Diệp Quân khẽ cười, sau đó ngồi xuống trước mặt Phí Bán Thanh. Hắn lấy ra một chiếc hộp đưa cho bà ấy. Chính là chiếc áo giáp cấp thiên mà Phí Bán Thanh đã đưa cho hắn. Phí Bán Thanh nhìn hắn, đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Quân lắc đầu, là Nam Huyền kia đã khinh địch. Phí Bán Thanh khá hứng thú, sao lại nói vậy? Diệp Quân trầm giọng đáp, thứ nhất, hắn không biết tình hình của ta, lúc đối mặt với ta, hắn đã đánh giá thấp thực lực của ta một cách nghiêm trọng. Thứ hai, vì có chiếc áo giáp cấp thiên và hai viên đan dược kia mà cảm thấy mình đã thắng chắc, nên hắn đã xem thường ta về mặt chiến lược. Cuối cùng, đội bên đã lên đài sinh tử thì sẽ ở trong tình trạng ngươi chết ta sống. Thế mà trước khi đánh nhau hắn còn làm nhảm, điều này là đại kỵ. Sau khi im lặng một lúc lâu, Phí Bán Thanh nói, có biết vì sao trước khi đánh nhau hắn phải nói nhiều lời không? Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn là con cháu của đại gia tộc, chưa từng tham gia mấy cuộc tranh đấu đầu đường xó chợ của đám người ở tầng lớp thấp như bọn ta. Hắn ngừng lại chút rồi mới nói tiếp, người ở tầng lớp càng thấp thì nhiều khi càng tàn nhẫn và bất chấp sống chết hơn. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, cười nói, ta nhìn ra được điều đó. Diệp Quân lại nói, đương nhiên, dù hắn không khinh địch thì hắn cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ khác nhau việc chết sớm hay chết muộn hơn thôi. Phí Bán Thanh cười ha hả, thằng nhóc này, ta thích sự tự tin này của ngươi, ha ha. Diệp Quân lấy một viên đan dược đặt trước mặt Phí Bán Thanh, đạo sư, đây là đan dược cấp thiên, người giữ lấy, nói không chừng sau này cần dùng đến. Một viên đan dược cấp thiên đương nhiên là rất quý giá. Phí Bán Thanh cũng không từ chối, được. Diệp Quân đứng dậy, khẽ hành lễ rồi nói, đạo sư, ta đi tu luyện đây. Nói rồi hắn quay người rời đi. Phí Bán Thanh nhìn viên đan dược trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp. Bà ấy đã nhìn ra được. Thằng nhóc này là kiểu người ngươi đối tốt với hắn thì hắn sẽ đối tốt với ngươi. Một lúc sau, Phí Bán Thanh lắc đầu cười. Mắt nhìn người của tiểu ca, tốt thật. Diệp Quân đến một đỉnh núi rồi ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt trước ngực, cơ thể đang vận chuyển công pháp cấp tiên kia. Chớp mắt, vô số linh khí xung quanh ào ạt đổ về phía hắn hệt như thủy triều dâng. Tu luyện. Có tâm pháp cấp tiên,
tu vi của hắn tăng nhanh thần tốc. Công pháp cấp tiên này thật sự quá bá đạo. Một hồi lâu sau, Diệp Quân chậm rãi mở hai mắt, hai tay từ từ giơ lên, miệng thở ra một ngụm khí đục. Lúc này, hắn đã đạt đến cảnh giới thông u đỉnh cao. Chỉ cách cảnh giới thần phách một bước nữa thôi. Nhưng hắn không gượng ép mình bước vào cảnh giới thần phách, vì dưới góc nhìn của hắn, muốn đạt tới một cảnh giới nào đó thì phải hiểu rõ về nó đã. Thế nên hắn đã xem một lượng lớn tài liệu để hiểu về cảnh giới thần phách. Cảnh giới thần phách này chủ yếu chú trọng việc dung hợp giữa thân xác và thần hồn chỉ lực tinh thần và linh hồn. Sự dung hợp hoàn mỹ của ba yếu tố này có thể khiến bản thân đột phá cực hạn, trong trường hợp này, thực lực cá nhân được nâng cao đáng kể, tùy ý phất tay có thể dễ dàng dung chuyển một bức tường thành. Người khổng lồ ở tầng 9 của tháp thí luyện chính là cường giả cảnh giới thần phách, một nhát rìu của gã có thể dễ dàng chém nát một bức tường thành. Cường giả cấp bậc này ở bất kỳ nơi nào trên Nam Châu cũng là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Sau khi tìm hiểu kỹ càng về cảnh giới thần phách, Diệp Quân bắt đầu đột phá cảnh giới này. Vì một tháng sau phải lên thượng giới, mà ở nơi đó chắc chắn sẽ có kẻ địch mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, hắn cũng phải cẩn thận với gia tộc họ Diệp kia. Nhớ đâu bị đối phương phát hiện thì hắn sẽ xong đời. Thực lực. Có thực lực mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân thương. Diệp Quân không ngồi tu luyện mà lại đến khiêu chiến với người khổng lồ ở tầng 9 tháp thí luyện. Hắn muốn mình đạt được một cực hạn của cảnh giới thông u, sau đó sẽ đột phá cảnh giới thần phách. Ngoài ra, đấu với người khổng lồ này cũng giúp hắn rèn luyện lực tinh thần và linh hồn. Vì hắn phải chuyên tâm 100%. Một giây lơ là cũng không được. Cứ như vậy, thời gian sau đó, mỗi ngày Diệp Quân đều tới tầng 9 tháp thí luyện điên cuồng tu luyện. Chớp mắt đã qua nửa tháng. Hôm nay, Diệp Quân lại đến tầng 9. Lúc này, người khổng lồ kia xuất hiện, bỗng chém một nhát rìu về phía hắn. Sức mạnh vẫn khủng bố như vậy, nhát rìu này chém ra, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vẻ mặt Diệp Quân bình tĩnh, lúc lưỡi rìu còn cách đầu hắn nửa tấc, hắn bỗng lách mình, ung dung tránh được đòn chí mạng, đồng thời hắn thuận thế chém một đường kiếm lên đầu gối người khổng lồ. Rắc! Đầu gối gã khổng lồ nứt ra. Lúc này, gã khổng lồ cầm rìu quét ngang về phía Diệp Quân. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Diệp Quân uốn người ngửa ra sau, lại lần nữa dễ dàng tránh được nhát rìu này, đồng thời, khí kiếm trong tay hắn bất thình lình bay ra, lại chém lên đầu gối gã khổng lồ kia. Phụt! Chân phải gã khổng lồ bị chặt đứt, sau đó lảo đảo ngã nhào về phía trước. Lúc này, Diệp Quân nhẹ nhàng nhảy lên, đâm một kiếm ngay cổ gã. Rắc! Ngay trước lúc tan biến, tay phải cầm rìu của gã khổng lồ sẽ phát ra đòn công kích mạnh nhất. Lúc này, Diệp Quân bỗng đâm một nhát kiếm xuống cổ tay phải của gã khổng lồ. Bịch! Tay phải của người khổng lồ cứ thế bị ghim chặt, không thể nào phát ra đòn đánh cuối cùng được, sau đó từ từ tan biến. Diệp Quân nhặt kiếm lên, quay người rời đi. Lúc này, cánh cửa sáng đột nhiên động đậy. Diệp Quân ngỡ ngàng, hắn quay người nhìn cánh cửa sáng. Một người phụ nữ chậm rãi bước ra từ trong đó. Chính là người phụ nữ kiếm tu đã tặng hắn công pháp cấp tiên lúc trước. Diệp Quân hơi bất ngờ, tiền bối. Người phụ nữ cười nói, chúc mừng ngươi. Diệp Quân không hiểu, chúc mừng. Người phụ nữ gật đầu, ngươi là người kết liễu người khổng lồ nhanh nhất từ trước đến nay. Diệp Quân ngơ ngác, nhanh nhất. Người phụ nữ gật đầu, ở thượng giới lẫn hạ giới có tất cả 98.000 tháp thí luyện như thế này, ngươi chính là người dưới 20 tuổi kết liễu được người khổng lồ nhanh nhất trong lịch sử. Diệp Quân chớp mắt, thật ra ta có thể nhanh hơn nữa. Hắn không nói ngoa, đúng là hắn có thể nhanh hơn nữa. Người phụ nữ cười nói, đã nhanh lắm rồi. Diệp Quân hỏi, tiền bối, có phần thưởng không ạ? Người phụ nữ gật đầu, có. Nói rồi bà ấy xòe bàn tay ra, một huy hiệu xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Trên huy hiệu có bốn chữ thiếp vàng nhỏ, vô tháp thí luyện. Diệp Quân trầm mặc, tiền bối không cho cái gì thực tế hơn được à? Vô tháp thí luyện. Nói thật, hắn không ham cho lắm. Người phụ nữ bỗng cười, ta nói với ngươi nhé, huy hiệu này còn hiếm hơn cả quyển công pháp cấp thiên của ngươi nữa đấy. Nghe vậy, Diệp Quân lại thấy hứng thú. Hắn nhận huy hiệu rồi hỏi, sao lại nói vậy ạ?
Người phụ nữ cười nói, huy hiệu này có tác dụng vô cùng lớn, chỉ ngươi mới có huy hiệu này thôi. Cầm nó, ngươi có thể gia nhập bất cứ thư viện quan huyên nào ngoài tổng viện. Diệp Quân trầm giọng hỏi, thật ạ? Người phụ nữ gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp Quân nhìn người phụ nữ rồi nói, ta biết có một nơi gọi là Trung Thổ Thần Châu, nơi đó quản lý vô số thế giới, chắc chắn nơi đó cũng sẽ có thư viện quan huyên, cầm huy hiệu này có thể gia nhập thư viện quan huyên ở đó được không? Người phụ nữ cười đáp, đương nhiên là được rồi. Diệp Quân hỏi, nếu bọn họ không nhận thì sao? Người phụ nữ chớp mắt, cho bọn họ một vạn lá gan, bọn họ cũng không dám. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Người phụ nữ cười trả lời, có biết ta làm gì không? Diệp Quân lắc đầu. Người phụ nữ nhếch miệng cười, ta là tổng phụ trách của tất cả các phân viện, tất cả phân viện đều do ta quản lý. Chế độ huy hiệu này là do ta phát minh, người nào có được huy hiệu này đều là thiên tài cực kỳ xuất chúng. Những người này, bất cứ phân viện nào của thư viện quan huyên cũng không được từ chối. Diệp Quân do dự một lát rồi hỏi, ta nói là ngộ nhỡ, nếu họ từ chối thì sao? Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, không có ngộ nhỡ. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Người phụ nữ đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Quân, bà ấy khẽ xoa đầu hắn rồi cười nói, cố lên, ta rất mong chờ ngày ngươi đến tổng viện. Nói rồi, bà ấy dần trở nên hư ảo, chớp mắt đã biến mất. Sau khi người phụ nữ rời đi, Diệp Quân nhìn huy hiệu trong tay mình rồi nhếch miệng cười, thật là một thu hoạch bất ngờ. Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân bỗng hỏi, tháp gia, sao ta cứ cảm thấy tiền bối này có quen biết ta thế nhỉ? Tiểu tháp trầm mặc một lúc rồi đáp, chắc do người ảo tưởng. Diệp Quân nhíu mày, ảo tưởng. Tiểu tháp nói, đúng vậy, người ta là tổng phụ trách tất cả các phân viện, là một nhân vật có thực quyền ở thư viện quan huyên, sao có thể quen biết một tên nghèo kiết xác ở một xứ thâm sơn cùng cốc được cơ chứ? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, cũng đúng. Tiểu tháp nói, bây giờ ngươi có thể tu luyện tầng thứ hai kiếm ý rồi. Kiếm ý? Diệp Quân phấn khích hỏi lại, kiếm ý sao? Tư Thanh trả lời, ừ, độ dài của kiếm, ý chí của ngươi. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, thì uy lực phi kiếm của ngươi ít nhất sẽ tăng lên gấp 5 lần, ngươi khổng lồ kiểu như vừa nãy, ngươi có thể giết chỉ bằng một nhát kiếm. Diệp Quân vô cùng phấn khích. Hắn đã tra tài liệu. Thật ra chỉ có những người tu luyện ra kiếm ý mới được xem là kiếm tu thực thụ. Nghe đồn ở thượng giới, rất nhiều người sau khi tu luyện ra kiếm thế thì không đột phá được thêm nữa, cả đời không thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Thế nên, trước khi tu luyện ra kiếm ý, nói một cách nghiêm khắc thì chỉ được xem là một kiếm giả mà thôi. Diệp Quân vội hỏi, tháp gia, phải làm sao mới tu luyện ra được kiếm ý? Tiểu tháp đáp, giác ngộ. Diệp Quân chớp mắt, có thể gợi ý một chút không? Sau một hồi im lặng, tiểu tháp nói, ví dụ, trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy kiếm là để làm gì? Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi xòe tay ra, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn kiếm hành đạo một lúc lâu, sau đó chỉ tay về phía trước, ánh mắt lạnh lùng kiếm, là vũ khí giết người, ta tu kiếm, chỉ vì giết người. Lời vừa dứt, kiếm hành đạo trong tay hắn rung lên kịch liệt. Một giây sau, một tia sáng đỏ lờ mờ phóng ra từ kiếm hành đạo. Mặt đất cách đó mười mấy trượng bị tia sáng đỏ này chém ra một khe nứt sâu hút. Diệp Quân ngỡ ngàng. Bên trong tháp, tiểu tháp trầm giọng nói, mẹ kiếp, hắn gian lận à? Giọng nói bí ẩn đáp, không hề, ta làm chứng. Tiểu tháp nói, không thể tin nổi. Kiếm ý. Tiểu tháp không ngờ Diệp Quân lại lĩnh ngộ được luôn kiếm ý. Quá ảo. Đương nhiên, kiếm ý đối với nó không phải là thứ gì quá hiếm lạ, dù gì thời của nó cũng có hằng hà sa số kiếm tu. Nhưng ở thời này, kiếm tu vô cùng khan hiếm. Quan trọng nhất là, nó vừa nói thì Diệp Quân đã lĩnh ngộ kiếm ý được ngay. Năm xưa phụ thân của hắn phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới lĩnh ngộ được kiếm ý. Lúc này, giọng nói bí ẩn trong tháp chợt nói, hắn là người mang thiên mệnh đã được định sẵn. Tiểu tháp chìm vào im lặng. Trong tầng 9, Diệp Quân hưng phấn hỏi, tháp gia, cái vừa nãy của ta là kiếm ý sao? Sau khi im lặng một hồi, tiểu tháp đáp, chắc là vậy. Ha ha! Diệp Quân vui như một đứa trẻ. Tiểu tháp cạn lời. Một lúc sau, Diệp Quân vội ép bản thân bình tĩnh lại,
sau đó nói, Tháp gia, ta phải sử dụng kiếm ý như thế nào? Tiểu Tháp trả lời, người ngự kiếm lại lần nữa xem. Thêm cả kiếm ý vào. Diệp Quân gật đầu, hai mắt hắn chậm rãi khép lại, hắn ngưng tụ một thanh khí kiếm mà không dùng kiếm hành đạo, kiếm hành đạo quá siêu phàm, hắn không muốn mình quá đỗi dựa dẫm vào nó. Dựa dẫm vào vật ngoài thân lâu ngày sẽ khiến bản thân không biết được thực lực của mình, dễ xảy ra chuyện. Một lát sau, Diệp Quân chỉ tay, khí kiếm trong tay bay vút ra ngoài, nhanh như chớp. Cách đó mười mấy trượng, mặt đất nứt ra, khe nứt cực lớn dài đến gần 10 trượng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân lộ vẻ sao động. Khủng bố! Uy lực ngự kiếm của hắn ít nhất đã tăng gấp 5 lần, không những vậy, tốc độ cũng được nâng cao đáng kể. Diệp Quân vui mừng khôn nguôi. Như nhớ đến điều gì, hắn đi thẳng xuống tầng 8, sau đó lên lại tầng 9. Lúc này, một người khổng lồ bỗng xuất hiện nơi cánh cửa sáng. Người khổng lồ cầm rìu xông về phía Diệp Quân, hắn giơ tay chỉ một cái. Bù! Một thanh khí kiếm chém thẳng vào cổ họng gã khổng lồ. Rắc! Đầu người khổng lồ bay vút ra ngoài. Xiết trong nháy mắt. Diệp Quân nhìn cánh cửa kia, chờ đợi người phụ nữ kiếm tu kia xuất hiện. Vậy mà lần này bà ấy không xuất hiện, nhưng huy hiệu trên người hắn lại xảy ra thay đổi. Rõ ràng, đã sửa đổi kỷ lục phá ải của hắn rồi. Diệp Quân lắc đầu, hơi thất vọng một chút. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngự kiếm. Bây giờ thêm kiếm ý vào, uy lực phi kiếm của hắn phải nói là đáng sợ đến không thể nào miêu tả nổi. Sau khi luyện một canh giờ, Diệp Quân mới dừng lại. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, đừng vui mừng quá sớm. Nơi này hiếm kiếm tu, nhưng ở nơi khác kiếm tu không hề ít, có vô vàn thiên tài, đặc biệt là ở gia tộc họ Diệp, nơi đó càng nhiều thiên tài hơn, dù là yêu thú cấp đế thì ở gia tộc họ Diệp cũng chỉ có thể là vật để cưỡi mà thôi. Nó cảm thấy thằng nhóc này hơi bay quá rồi, phải dội cho hắn một gáo nước lạnh thôi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Quân dần dần biến mất, yêu thú cấp đế làm vật cưỡi. Tiểu Tháp đáp, đúng vậy. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, gia tộc họ Diệp này ghê gớm vậy sao? Tiểu Tháp trả lời, đương nhiên, sau này ngươi đến những thế giới to lớn hơn sẽ biết những gia tộc lớn đó thật sự khủng khiếp như vậy đấy. Im lặng một hồi, Diệp Quân hỏi, Tháp gia, trong gia tộc họ Diệp này có rồng không? Rồng. Nó là vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Tiểu Tháp đáp, có. Diệp Quân hỏi, bọn họ cũng lấy rồng làm vật cưỡi à? Tiểu Tháp trả lời, đúng vậy. Diệp Quân khẽ nói, xa xỉ quá. Tiểu Tháp. Diệp Quân lại nói, không phải rồng là loài rất kiêu ngạo hả? Sao bọn nó cam tâm làm vật cưỡi cho loài người? Tiểu Tháp im lặng một hồi rồi trả lời, nó có kiêu ngạo hay không thì còn phải xem người đó là ai. Giống như có những cô gái, trong mắt người thì cô ấy trông có vẻ rất kiêu ngạo. Nhưng trước mặt người khác. Nói đến đây, nó không nói tiếp nữa. Thằng nhóc này không phải là chủ nhân trước đây, không thể dẫn dắt lung tung được. Diệp Quân hơi tò mò, nghĩa là sao? Tiểu Tháp nói, ý của ta là ngươi phải cố gắng để mạnh hơn, khi đủ mạnh mẽ rồi thì sau này bắt một con rồng về làm vật cưỡi cũng không phải là không có khả năng. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tháp gia yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Ta sẽ cố gắng thật nhiều. Tiểu Tháp nói, được, cố lên. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó quay người rời đi. Sau khi rời khỏi tháp thí luyện, bây giờ đang giữa trưa, mặt trời chói lọi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, để mặc cho ánh nắng chiếu xuống thân mình, ấm áp, dễ chịu thật. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện, ông ấy khẽ hành lễ với Diệp Quân, Diệp Quân thiếu gia. Thư nhà của cậu đây ạ. Nói rồi ông ấy đưa phong thư cho Diệp Quân. Thư nhà. Diệp Quân vội nhận lấy thư, đa tạ. Nói xong, hắn lấy vài viên tử tinh ra đưa cho ông lão. Ông lão vội nói, không dám. Diệp Quân lại đặt tử tinh vào tay ông lão, cười nói, làm phiền ông rồi. Ông lão do dự một lát rồi mới nhận, ông cười nói, đa tạ Diệp thiếu đã thưởng. Nói xong ông ấy lui xuống. Diệp Quân vội mở thư ra, là thư của Diệp Tiêu. Sau khi đọc xong, hắn cất thư vào. Hắn không ngờ nhà họ Nam lại đi xin lỗi gia tộc họ Diệp. Điều này khiến hắn rất bất ngờ.
Ngoài ra, Thư viện Quan Huyên còn nhận thêm 3 đệ tử của gia tộc họ Diệp. Không những thế, mỗi năm gia tộc họ Diệp đều có thể gửi một học viên đến Thư viện Quan Huyên để học tập. Đãi ngộ này chỉ có vài đại gia tộc mới có. Nói cách khác, tương lai gia tộc họ Diệp sẽ liên tục xuất hiện nhân tài, hơn nữa còn có quan hệ với Thư viện Quan Huyên. Gia tộc họ Diệp chắc chắn sẽ trở thành đại tộc đứng đầu thành Hoang Cổ, thậm chí tương lai sẽ là đại thế gia của Nam Châu. Hơn nữa, Diệp Nam cũng được đặc biệt chăm sóc. Đây là ân huệ của Thư viện. Sau khi trầm mặc một lúc, Diệp Quân quay người rời đi. Vừa về đến núi Bán Thanh, Phí Bán Thanh đã xuất hiện trước mặt hắn. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, cười nói, nhận được tin rồi hả? Diệp Quân gật đầu. Phí Bán Thanh cười hỏi, ngươi có suy nghĩ gì? Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, biết ơn Thư viện. Phí Bán Thanh lắc đầu cười, nói thật lòng. Diệp Quân cười khổ, đương nhiên là nói thật rồi. Thư viện đối với ta và gia tộc họ Diệp như vậy, tất nhiên trong lòng ta thấy rất cảm kích. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, một lát sau mới khẽ nói, dụng ý của thư viện cũng rất đơn giản, thư viện biết tương lai của ngươi rộng mở, nên đây là một mánh khóe để lôi kéo ngươi. Đương nhiên, mánh khóe này là tốt, mục đích cũng tốt. Ngươi hiểu không? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Phí Bán Thanh lại nói, sắp lên thượng giới rồi, bọn ta cũng biết ngươi lo cho sự an toàn của gia tộc họ Diệp. Ngươi yên tâm, bây giờ gia tộc họ Diệp được thư viện Quan Huyên bảo vệ, chỉ cần nhà họ Nam còn biết suy nghĩ thì sẽ không đối phó với gia tộc họ Diệp đâu. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Phí Bán Thanh cười nói, không nói những cái này nữa. Gần đây ngươi luôn tu luyện ở tầng 9, có tiến triển gì không? Diệp Quân định nói nhưng rồi lại thôi. Phí Bán Thanh bình thản bảo, nếu không muốn nói thì đừng nói. Ta tôn trọng tự do của ngươi. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, ta đã lĩnh ngộ được kiếm ý rồi. Kiếm ý? Nghe vậy, đồng tử Phí Bán Thanh rút lại, thật sao? Diệp Quân gật đầu, vâng. Nói rồi, hắn xòe tay ra. Một tia kiếm ý màu đỏ nhạt xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh này, Phí Bán Thanh chợt kích động hẳn lên, tốt. Cực kỳ tốt. Bà ấy thật sự rất vui mừng. Kiếm ý. Điều đó thể hiện rằng Diệp Quân đã là một kiếm tu thực thụ rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động cả cái Nam Châu. Là kiếm tu thực thụ đấy. Hơn nữa, trẻ vậy mà đã lĩnh ngộ được kiếm ý, thật sự quá đáng sợ. Lòng Phí Bán Thanh giờ phút này thật sự vô cùng kinh ngạc, không đúng, là chấn động. Kiếm tu trẻ tuổi thế này, đừng nói là ở Nam Châu, dù ở thượng giới cũng là nhân vật hiếm có. Nghĩ đến đây, Phí Bán Thanh chợt lắc đầu cười, thì ra, ta vẫn đang đánh giá thấp ngươi. Diệp Quân khẽ cười, ta cũng không ngờ mình sẽ lĩnh ngộ được kiếm ý nhanh như vậy. Nhưng may là, đối với ta đây chỉ mới là bắt đầu, ta sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Nghe vậy, vẻ mặt Phí Bán Thanh bỗng trở nên hơi phức tạp. Trẻ vậy đã có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, trở thành kiếm tu thực thụ, nếu là người khác thì chắc chắn đã rất tự cao rồi, nhưng thằng nhóc này không hề tự cao chút nào, tâm tính thế này. Quả thật hiếm thấy. Một thằng nhóc có tính tự giác và trầm tĩnh. Phí Bán Thanh đột nhiên lên tiếng, chuyện ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý đừng vội truyền ra ngoài. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Phí Bán Thanh cười nói. Lần tỷ võ này, thư viện chúng ta có hy vọng lớn rồi. Diệp Quân khẽ cười, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Phí Bán Thanh Thanh cười lớn rồi nói, ta tiết lộ cho ngươi biết, thật ra tiểu ca cũng rất lợi hại. Đến lúc đó nó sẽ cho ngươi một bất ngờ thật to đấy. Diệp Quân hỏi, đạo sư, rốt cuộc thể chất thánh linh là loại thể chất như thế nào? Phí Bán Thanh cười đáp, ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, thể chất này tu hành ở giai đoạn đầu sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, đột phá là chuyện dễ như ăn cơm vậy. Diệp Quân trầm giọng nói, thể chất này của tiểu ca đúng thật là nghịch thiên. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, tài nguyên mà thư viện chúng ta có thể cho nó rất giới hạn, nếu không thành tựu của nó sẽ không chỉ như bây giờ. Lần này lên thượng giới cũng là một cơ hội của nó, chắc chắn thư viện ở thượng giới sẽ điên cuồng tranh giành con bé. Diệp Quân do dự chút rồi hỏi, thư viện bằng lòng để học viên của mình rời đi sao? Phí Bán Thanh cười, bằng lòng chứ. Dù là ngươi hay tiểu ca, hoặc tiêu qua, sau khi các ngươi lên thượng giới, cuối cùng các ngươi đều sẽ đến những nơi tốt hơn. Thư viện rất ủng hộ việc này,
vì bọn ta không thể nào cung cấp được nhiều tài nguyên hơn cho các ngươi, giữ các ngươi lại đây chỉ sẽ làm hại các ngươi. Mà để các ngươi rời đi cũng có lợi với thư viện, vì sau khi rời đi, các ngươi sẽ càng tốt hơn, càng phát triển hơn, tương lai các ngươi sẽ có thể giúp đỡ được thư viện. Nói rồi, bà ấy cười, lại nói, thư viện biết nhìn xa trông rộng lắm. Diệp Quân gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Phi Bán Thanh đột nhiên nói, có thể hứa với ta một việc không? Diệp Quân hơi ngẩn ra, sau đó nói, đạo sư cứ nói. Phi Bán Thanh trầm giọng nói, sau khi lên thượng giới, một khi các ngươi dạng danh chắc chắn sẽ có vô số thế lực lôi kéo, ngươi có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng không thể gia nhập Huyền Thiên Tông. Diệp Quân khó hiểu, sao vậy? Phi Bán Thanh thản nhiên đáp, đừng hỏi vì sao, tóm lại là không được. Diệp Quân gật đầu, được. Phi Bán Thanh mỉm cười nói, đi chuẩn bị đi, chúng ta sắp lên thượng giới rồi. Diệp Quân khẽ hành lễ rồi quay người rời đi. Trong điện, ánh mắt Phi Bán Thanh dần trở nên lạnh lẽo, Huyền Thiên Tông. Nửa tháng sau, tại Thư viện Quan Huyên, lúc này tất cả học viên đều tập trung đông đủ ở trước điện Quan Huyên. Hôm nay là ngày các thiên tài của Thư viện Quan Huyên đến thượng giới để tham gia cuộc tỷ võ. Dĩ nhiên là họ đến để đưa tiễn. Bốn người Diệp Quân và Tiêu Qua cũng đã đến trước điện Quan Huyên từ sớm, họ cũng rất mong đợi về chuyến đi đến thượng giới. Ngoài bốn người họ còn có ba học viên khác cũng sẽ đi theo đến thượng giới trong lần này ba người đi để học hỏi chứ không tham gia trận đấu. Bên dưới, rất nhiều học viên ngưỡng mộ nhìn mấy người Diệp Quân. Nếu có thể giành được một thứ hạng tốt trong lần đi đến thượng giới thì không chỉ mang vinh quang về cho thư viện mà còn mang vinh quang về cho cả Nam Châu, nếu có thể lấy được thứ hạng tốt hơn thì sẽ mang vinh quang về cho cả hạ giới. Lúc này viện trưởng thư viện Chu Phu bước ra, ông ấy nhìn mọi người ở dưới, mỉm cười, đừng ngưỡng mộ như thế, chỉ cần các ngươi cố gắng, sau này các ngươi cũng sẽ đứng ở đây. Họ là niềm hy vọng của thư viện, các ngươi là tương lai của thư viện. Các học viên bên dưới hơi cúi người với Chu Phu. Chu Phu xoay người nhìn mấy người Diệp Quân, cười nói, lần này ta và Phí đạo sư sẽ dẫn các ngươi đi. Nói rồi ông ấy nhìn về phía Tiêu Các và Tống Tử ở một bên, hai người ở lại trông coi thư viện. Hai người kia gật đầu. Chu Phu xoay người vẫy tay, tầng mây trên trời bỗng lật lại, ngay sau đó một chiếc thuyền mây dài mấy mươi trượng trèo xuống, không lâu sau nó vững vàng dừng lại trước mặt mọi người. Chu Phu cười nói, đi thôi. Mọi người bước lên thuyền, thuyền mây lao lên trời rồi biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Tiêu Các nhìn phía chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tống Tử bỗng nói, lần này chắc chúng ta sẽ không đứng chót nữa nhỉ. 100 năm nay, Nam Châu trải qua 10 lần tỷ võ nhưng lần nào cũng đều đứng cuối cùng. Cũng chính vì thế mà Chu Phu mới tìm Tiêu Qua, mong muốn có thể thay đổi tình thế này, vì nếu lại đứng cuối, Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu sẽ không còn được Thư viện Thượng Giới hỗ trợ nữa. Mà nếu không thể có được tài nguyên giáo dục, Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu gần như không còn nữa. Tài nguyên giáo dục là gì? Là công pháp, linh mạch, võ kỹ, thần thông và linh tinh. Bình thường mỗi năm Nam Châu đều có thể nhận được vài tài nguyên từ Thượng Giới, thế nhưng bắt đầu từ 100 năm trước, Thư viện đã không còn được Thư viện Thượng Giới hỗ trợ nữa. Tại sao ư? Vì lần nào cuộc tỷ võ Thư viện Nam Châu đều đứng cuối, Thư viện Thượng Giới sẽ không xem trọng các học viên xếp cuối, như thế người ta sẽ không hỗ trợ những lợi ích này. Nói đơn giản hơn là lấy các học viên ưu tú để trao đổi tài nguyên với Thư viện Thượng Giới. Đây chính là nỗi xót xa của Thư viện Hạ Giới. Nhưng không có công pháp, nếu không làm thế, một khi Thư viện Hạ Giới không có những tài nguyên giáo dục này thì có khả năng sẽ phải đóng cửa. Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu có thể kiên trì lâu đến thế đã là chuyện hiếm thấy rồi. Nghe Tống Tử nói thế, Tiêu Các gật đầu, ba người họ đều rất mạnh. Tống Tử nhìn Tiêu Các bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không ngu ngốc đến mức bây giờ còn có ý nghĩ xấu với Diệp Quân. Nói rồi ông ta xoay người rời đi. Tống Tử im lặng một hồi rồi cũng xoay người đi. Chiếc thuyền mây bay trong tầng mây. Diệp Quân đứng ở mũi thuyền. Hắn nhìn xuống dưới, Thư viện Quan Huyên càng lúc càng nhỏ bé, cuối cùng cả Nam Châu càng lúc càng bé lại. Lúc này hắn lại hơi nhớ gia tộc họ Diệp. Gia tộc họ Diệp là nơi hắn sinh sống 17 năm.
gia tộc đứng đầu hàng vạn thế giới. Diệp Quân khẽ nhắm mắt lại, đây là chuyện hắn từng hứa với tộc trưởng, mà những chuyện hắn từng hứa thì hắn phải làm được. Ngoài ra còn phải tìm linh mạch cực phẩm về cho tháp gia để chữa trị. Phải cố gắng thôi. Lúc này một làn gió mang theo hương thơm bay đến. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, thì là Nạp Lan Ca. Hôm nay Nạp Lan Ca mặc bộ váy dài màu trắng, tinh khiết không chút bụi bẩn. Nạp Lan Ca cười nói, huynh đang nghĩ gì thế? Diệp Quân cười nói, hơi nhớ gia tộc họ Diệp. Nạp Lan Ca khẽ nói, chúng ta vẫn sẽ quay về. Diệp Quân gật đầu. Nạp Lan Ca nhìn mặt trời đang dần lặn xuống trên bầu trời, khẽ nói, mấy trăm năm nay, mỗi lần đến cuộc tỷ võ là thư viện đều xếp cuối cùng, huynh biết chuyện này chứ? Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca ngạc nhiên nói, lần nào cũng xếp cuối hả? Nạp Lan Ca gật đầu, đúng thế, nếu lần này lại xếp cuối nữa thì sau này thư viện Quan Huyên ở Nam Châu chúng ta sẽ không còn cơ hội tham gia cuộc tỷ võ nữa. Điều này chẳng khác nào là một cú sốc có tính hủy diệt với thư viện, vì một khi không được thư viện thượng giới hỗ trợ và bảo vệ thì thư viện hạ giới sẽ dần suy thoái, cuối cùng dẫn đến việc phải đóng cửa. Diệp Quân im lặng, đây là chuyện hắn không ngờ đến. Nạp Lan Ca cười nói, lần này, trách nhiệm của chúng ta rất nặng nề. Diệp Quân gật đầu, ta sẽ cố gắng hết mình. Nạp Lan Ca mỉm cười, huynh biết gì về thượng giới không? Diệp Quân lắc đầu, không nhiều lắm. Nạp Lan Ca nói, thượng giới được chia thành hai giới Nam Bắc, hai giới này có tất cả 360 châu, các châu đều có thư viện Quan Huyên, nói cách khác chúng ta phải tranh đấu với thiên tài của 360 châu để giành vào trong nhóm 10 cái tên đầu tiên. Diệp Quân nheo mắt, 10 cái tên đầu tiên. Nạp Lan Ca gật đầu, đúng thế, giành vị trí trong 10 cái tên đầu tiên, chúng ta mới có thể tranh được lợi ích lớn nhất cho thư viện. Diệp Quân nói, nếu là đứng đầu thì sao? Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân cười nói, thư viện sẽ khắc tượng cho huynh. Ồ, khuôn mặt Diệp Quân trở nên cứng nhắc. Nạp Lan Ca cười nói, huynh có biết giải thưởng của hạng nhất là gì không? Diệp Quân lắc đầu. Nạp Lan Ca nói, thư viện đạt hạng nhất trong cuộc đấu lần trước giành được 2 linh mạch cấp thiên, 10 linh mạch cấp địa, 50 linh mạch cực phẩm, 10 quyển công pháp cấp thiên, 30 quyển công pháp cấp thiên, mỗi năm còn được nhận 1 triệu kim tinh. Nghe thế vẻ mặt Diệp Quân hơi thay đổi. Nạp Lan Ca cười nói, nếu giành được hạng nhất, thư viện chắc chắn sẽ lập tượng khác cho huynh. Không chỉ thế gia tộc họ Diệp cũng sẽ được thư viện quan tâm rất nhiều. Diệp Quân cười nói, vậy thì tranh thôi. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, tranh hạng nhất ư. Diệp Quân gật đầu, ừ, hạng nhất. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân một hồi rồi mỉm cười. Đúng là một người tự tin. Lúc này Tiêu Qua ở một bên bỗng đi đến cười nói, Diệp huynh, không phải là ta dập tắt hy vọng của huynh đâu, nhưng muốn giành được hạng nhất là chuyện quá quá khó. Diệp Quân nhìn Tiêu Qua, sao thế? Tiêu Qua nói, mấy trăm năm nay, hạng nhất của thư viện thượng giới vẫn luôn là một thư viện, đó là thư viện Quan Huyên ở Thanh Châu. Diệp Quân hơi tò mò, Thanh Châu. Tiêu Qua gật đầu, huynh có biết Thanh Châu là nơi nào không? Diệp Quân lắc đầu. Tiêu Qua trầm giọng nói, Thanh Châu là nơi kiếm chủ nhân gian, viện trưởng đầu tiên của thư viện Quan Huyên được sinh ra. Kiếm chủ nhân gian. Vẻ mặt Diệp Quân thay đổi. Đây là một nhân vật truyền kỳ. Sáng lập ra thư viện Quan Huyên, xây dựng nên trật tự hoàn toàn mới. Tiêu Qua lại nói, nơi đó không đơn giản, vì là nơi sinh ra của kiếm chủ nhân gian nên nơi này được thư viện Quan Huyên thiên vị cho nhiều tài nguyên rất lớn. Hơn nữa nơi đó vốn dĩ là vùng đất của người xuất chúng, thiên tài nhiều vô số kể. Mấy trăm năm nay, họ vẫn luôn đứng đầu trong cuộc tỷ võ, các châu khác chỉ có thể tranh hạng hai. Hơn nữa, khi nhìn Diệp Quân, họ chèn ép thư viện hạng hai không chút suy nghĩ. Diệp Quân cười nói, huynh không có lòng tin sao? Tiêu Qua lắc đầu, không phải là vấn đề có tự tin hay không mà là bọn họ quá mạnh, quá khiến người ta tuyệt vọng. Diệp Quân khẽ nói, không tranh thì thôi, đã tranh thì phải tranh hạng nhất. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, một lúc sau y bỗng bật cười, Diệp huynh, ta thích tính cách này của huynh lắm, ha ha. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, với hắn một là không hơn thua, hai là đã tranh thì phải là hạng nhất. Ở một bên khác, Chu Phu nhìn ba người Diệp Quân ở đằng xa, cười nói, sư muội, phải nói là mắt nhìn của muội tốt đấy,
kiếm được về cho thư viện chúng ta hai thiên tài siêu cấp. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, cười nói, người này là hàng tặng kèm. Chu Phu bật cười. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân ở đằng xa, nở nụ cười. 5 ngày sau, thuyền mây bỗng có một tấm màn bảo vệ rất mạnh dâng lên, sau đó thuyền mây dần đi vào trong tinh không. Sau khi vào tinh không, những người đứng ở mũi tàu nhìn tinh không vô tận đó, lòng chấn động. Tinh không vũ trụ. Lúc này hắn cảm giác mình thật quá nhỏ bé. Không chỉ bản thân mà cả hạ giới đều chỉ như hạt cát. Lúc này Phí Bán Thanh đi đến cạnh Diệp Quân nói, ngạc nhiên không? Diệp Quân gật đầu, ngạc nhiên lắm. Phí Bán Thanh cười nói, đây chỉ là một tinh vực nhỏ. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, đạo sư, vũ trụ bao la này rộng biết bao nhiêu? Phí Bán Thanh lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Quân nhìn vào nơi sâu thẳm ở tinh không, nhìn tinh cầu vô tận kia, trong mắt ngoài sự ngạc nhiên còn có ý chí chiến đấu hừng hực. Tuổi trẻ, nên xông pha, đi nhìn xem thế giới bên ngoài, nhìn xem tinh hà vũ trụ vô tận. Đúng lúc này tinh hà vũ trụ bỗng vang lên âm thanh cực lớn. Ầm, cả tinh không đều rung chuyển, thuyền mây lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mọi người đều hốt hoảng. Chu Phu xuất hiện trên mũi tàu, ông ấy hoảng sợ nhìn tinh hà phía đằng xa. Một làn sóng xung kích đang lan dần đến trong tầm mắt mọi người. Âm thanh vừa rồi là do dư chấn của sóng xung kích này gây ra. Sóng xung kích này cách họ ít nhất mấy vạn dặm, hơn nữa làn sóng xung kích đó cũng không phải là khu vực trung tâm, hẳn là từ nơi xa hơn lan đến đây. Lúc này Chu Phu và Phí Bán Thanh đều biến sắc. Chu Phu trầm giọng nói, chắc là có cường giả tuyệt thế đang đánh nhau ở rất xa. Diệp Quân nhìn tận cùng tinh không, không biết đang nghĩ gì. Lúc này Chu Phu thở phào, cũng may đối phương ở rất xa chúng ta, nếu không e là chúng ta sẽ gặp nguy mất. Phí Bán Thanh trầm giọng nói, không biết là cường giả cấp bậc nào. Đúng lúc này một luồng khí tức đáng sợ bỗng ập đến từ tận cùng tinh không. Thấy thế, sắc mặt mấy người Chu Phu thay đổi. Ông ấy vội dựng cờ thư viện quan huyên lên. Có lẽ cái này có thể bảo vệ mạng sống vào thời khắc quan trọng. Thế gian này còn có ai là dám không nể mặt thư viện quan huyên do kiếm chủ nhân gian sáng lập ra chứ? Đúng lúc này, một ông lão mặc đồ đen xuất hiện cách thuyền mây mấy ngàn trượng. Sau khi ông lão mặc đồ đen dừng lại, ông ta xoay người. Lúc này thời không nơi đó nứt toác, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu trắng, phong thái yêu kiều, nhan sắc tuyệt đẹp như tiên. Ông lão mặc đồ đen nhìn người phụ nữ, sắc mặt vô cùng dữ dằn, giản cô nương, cô đuổi giết theo ta từ Trung Thổ Thần Châu đến tận đây, cô bị điên rồi à? Giọng Tiểu Tháp bỗng vang lên, ể thế mà lại là cô ta. Người phụ nữ đó không nói gì nhiều, chỉ vung áo lên. Một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng quét ngang qua. Sức mạnh đáng sợ vừa xuất hiện đã khiến thời không xung quanh chấn động. Chu Phu biến sắc vội vàng khống chế thuyền mây chạy về phía đằng xa. Ông lão mặc đồ đen đó càng kinh hãi, ông ta giơ tay phải lên, vô số thời không lặp lại vào lúc này tạo ra một bức tường thời không khá dày. Thế nhưng sức mạnh đó vừa tiếp xúc với người phụ nữ, bức tường thời không này lập tức bị phá vỡ. Lúc này một tàn ảnh bỗng lao đến trước mặt ông lão. Ông lão đồ đen vốn dĩ đã bị thương nặng, hoàn toàn không có sức đánh lại, thế là bị một đòn của bà ta đánh vào cổ. Bụp, bụp, đầu ông lão đồ đen lập tức văng ra xa, máu bắn ra tung tóe. Bà ta vung tay lên, thi thể ông lão đồ đen bỗng bị thiêu rụi, sau đó biến vào không trung. Sau khi giết ông lão đồ đen, bà ta định rời đi thì bỗng quay đầu lại nhìn thuyền mây của thư viện quan huyên bên phải. Lúc này thuyền mây đang vỡ ra. Sắp lật úp. Vì sức mạnh lúc nãy của người phụ nữ quá mạnh, chỉ là lực còn sót lại mà đã khiến thuyền mây không chịu nổi. Người phụ nữ bỗng biến mất, khi lần nữa xuất hiện người đã ở trên thuyền mây, lúc này thuyền mây được khôi phục lại bình thường. Chu Phu nhìn người phụ nữ cách đó không xa, sau đó vội nói, tiền bối, chúng tôi là người của thư viện quan huyên ở Nam Châu. Ông ta còn chưa nói hết câu, chỉ thấy người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Thấy thế sắc mặt Chu Phu thay đổi. Lúc này Phí Bán Thanh bỗng chắn trước mặt Diệp Quân, bà ấy nhìn người phụ nữ trước mặt, mặc dù ánh mắt hiện lên vẻ kiêng dè nhưng lại không sợ hãi.
Người phụ nữ nhìn Phí Bán Thanh một lúc rồi nói, ta không có ác ý. Nói rồi bà ta nhìn Diệp Quân, ngươi lên đây, ta xem thử. Diệp Quân đi đến trước mặt người phụ nữ, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng kiếm hành đạo trong người đã trong trạng thái sẵn sàng. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân một lúc rồi ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, ngươi tên gì? Diệp Quân nhìn người phụ nữ nói, Diệp Quân. Diệp Quân. Người phụ nữ khẽ nói, Quân. Mọi người nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt đều rất phòng bị. Lúc này người phụ nữ mỉm cười, sắc mặt trở nên dịu dàng đi rất nhiều, muốn đến Trung Thổ Thần Châu. Diệp Quân lắc đầu, đến thượng giới. Thượng giới. Người phụ nữ cau mày, một lúc sau mỉm cười, nếu sau này đến Trung Thổ Thần Châu thì có thể tìm ta. Bà ta vừa nói vừa xòe bàn tay ra, một miếng ngọc bội bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, tiền bối, đây là... Người phụ nữ cười nói, ta ở thần tộc, ngươi cầm ngọc bội này đến tìm ta, thần tộc không ai dám cản ngươi. Diệp Quân hơi khó hiểu, tiền bối, ngươi biết ta à? Người phụ nữ chớp mắt, chẳng phải giờ chúng ta đã quen rồi sao? Diệp Quân cạn lời. Người phụ nữ cười nói, này, mong là ngươi đến Trung Thổ Thần Châu. Nói rồi bà ta xoay người. Ngay sau đó thời không trước mặt bà ta bỗng nứt ra, sau đó bà ta bước vào thời không đó rồi biến mất. Diệp Quân ngây người đứng đó nhìn ngọc bội trong tay. Mấy người Chu Phu ở một bên cũng đầy vẻ khó hiểu. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, hình như bà ấy biết ta. Tiểu tháp nói, ảo giác đấy. Diệp Quân nhíu mày, tiểu tháp nói tiếp, người nghĩ mà xem, người ta mạnh như thế, sao có thể quen biết ngươi? Có lẽ người này chỉ là hứng thú nhất thời thì sao? Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, đúng thế, đối phương mạnh như thế, không có lý nào quen biết mình. Lẽ nào bà ấy quen với cha mẹ ta? Tiểu tháp im lặng, mẹ nó, tên này không dễ qua mặt. Diệp Quân nói, tháp ra. Tiểu tháp nói, nhiệm vụ cấp bách của ngươi là cố gắng nâng cao thực lực, ngươi nhìn thấy thực lực lúc nãy của bà ta chưa? Đáng sợ chứ? Diệp Quân gật đầu, vô cùng khủng khiếp. Tiểu tháp nói, cố gắng tu luyện đi, thực lực mới là con đường đúng đắn, những thứ khác đều là giả thôi. Diệp Quân gật đầu, mặc dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhưng trực giác nói cho hắn biết tháp gia đang giấu hắn chuyện gì đó. Lúc này Phí Bán Thanh bỗng nói, Tiểu Quân, ngươi quen với tiền bối đó à? Diệp Quân lắc đầu, không quen. Phí Bán Thanh cau mày, không quen ư? Diệp Quân cười khổ, không quen thật mà. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, vậy chắc là bà ta thấy ngươi có tài nên muốn kết thiện duyên với ngươi. Diệp Quân cười khổ, có lẽ thế. Phí Bán Thanh gật đầu, bà ấy và Chu Phu nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Chuyện này không đơn giản như thế. Nhưng hai người cũng không truy hỏi thêm điều gì. Thuyền mây tiếp tục tiến về trước. Nạp Lan Ca đi đến bên cạnh Diệp Quân. Nhìn hắn nói, ta cảm thấy huynh hơi bí ẩn. Diệp Quân cười nói, chuyện vị tiền bối đó sao? Nạp Lan Ca gật đầu, chắc chắn bà ta biết huynh nhưng huynh lại không biết bà ta. Diệp Quân im lặng. Nạp Lan Ca mỉm cười, theo ta được biết, huynh được Diệp phủ nhận nuôi đúng không? Diệp Quân gật đầu. Nạp Lan Ca khẽ nói, huynh có biết thân thế của mình không? Diệp Quân lắc đầu, cụ thể thế nào thì ta không biết. Ta chỉ biết hình như ta là con riêng, là đứa con mà không được cho mọi người biết, sở dĩ cha mẹ gửi nuôi ta ở Diệp Phủ là vì bảo vệ ta. Con riêng. Nạp Lan Ca cau mày. Cô biết ở một vài gia tộc lớn, con riêng là những người không được mọi người công nhận, hơn nữa nhiều khi con riêng còn là một sự tủi nhục với gia chủ. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân mỉm cười, đừng để ý đến thân phận này, dù huynh có phải là con riêng hay không thì cũng chẳng khác biệt gì với ta cả. Trong lòng ta, huynh chính là Diệp Quân. Diệp Quân xoay người nhìn vào nơi sâu thẳm ở tinh không, tiểu ca, tương lai sau này thân phận này của ta có thể sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn, ta. Nạp Lan Ca đi đến cạnh Diệp Quân cười nói, nếu có nguy hiểm thật thì ta sẽ cùng huynh đối mặt. Diệp Quân sửng sốt, sau đó quay đầu sang nhìn Nạp Lan Ca, cô nhìn vào tinh không, mái tóc nhẹ nhàng tung bay, tuyệt đẹp. Diệp Quân nhìn đến ngây người. Cứ thế hai người nói chuyện một đêm ở mũi thuyền. Ngày hôm sau, thuyền mây đi vào trong trận pháp dịch chuyển ở tinh không. Chu Phu thu lại thuyền mây,
sau đó dẫn mọi người đi vào trận pháp dịch chuyển. Trận pháp dịch chuyển khởi động, không lâu sau mọi người biến mất trong trận pháp dịch chuyển. Không biết qua bao lâu, mấy người Chu Phu xuất hiện trước một thành cổ. Tường thành của thành cổ này cao đến vạn trượng, cổng thành rộng mấy chục trượng, cực kỳ hoành tráng. Người qua kẻ lại đông đúc ở cổng thành, vô cùng náo nhiệt. Diệp Quân nhìn thành cổ trước mặt nói, thành này hùng vĩ thật. Mấy người Tôn Hùng cũng khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiêu Qua bật cười, Diệp huynh, đây là thượng thành, nhà họ Tiêu của ta ở đây, lát nữa sẽ đến nhà họ Tiêu bọn ta nghỉ ngơi trước. Diệp Quân nhìn Tiêu Qua, Tiêu huynh, huynh là người thượng giới à? Tiêu Qua gật đầu, phải. Diệp Quân cười nói, vậy cuộc tỷ võ được tổ chức ở thượng thành này sao? Tiêu Qua lắc đầu, không, cuộc tỷ võ là ở Vân Thành. Diệp Quân nhíu mày, Vân Thành. Tiêu Qua bỗng chỉ về phía chân trời, huynh nhìn đi. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, trong tầng mây ở tận cuối tầm nhìn thoáng hiện lên một tòa thành cực kỳ hùng vĩ. Thấy thế mọi người đều sửng sốt. Tiêu Qua cười nói, đến lúc tỷ võ sẽ được đồng bộ chiếu hình ảnh lên tầng mây ở 360 châu, nói cách khác người ở 360 châu đều có thể nhìn thấy cuộc tỷ võ của chúng ta. Diệp Quân chớp mắt, chiếu ảnh đám mây là gì? Tiêu Qua cười giải thích, đây là một chức năng đặc biệt được tiên bảo các nghiên cứu, cụ thể thế nào ta cũng không biết, dù sao thư viện của 360 châu đều có thể nhìn thấy cuộc đấu võ của chúng ta, nói cách khác chỉ cần tiến vào top 10 thì có thể nổi danh khắp thiên hạ. Diệp Quân khẽ nói, hiểu biết thêm rồi. Tiêu Qua bật cười, nghe nói những bảo vật kỳ lạ của Trung Thổ Thần Châu càng nhiều hơn. Lúc này một ông lão bỗng đi đến từ phía xa, ông ta nhanh chân bước đến trước mặt mọi người, sau đó cúi chào Chu Phu, Chu viện trưởng, gia chủ đã bày sẵn tiệc mừng, mời. Chu Phu mỉm cười, làm phiền rồi. Ông lão cúi người lần nữa, Chu viện trưởng khách sáo quá. Chu Phu vừa định nói gì đó. Đúng lúc này một giọng cười bỗng vang lên từ đằng xa, sư muội, muội đến mà cũng không nói một tiếng, có phải xem thường sư huynh không? Nghe thế ánh mắt Phí Bán Thanh lập tức trở nên lạnh băng. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, sau đó xoay người lại nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên dẫn theo một người phụ nữ áo xanh chậm rãi bước đến. Phí Bán Thanh nhìn người đàn ông trung niên, ánh mắt không che giấu được sát ý. Chu Phu trầm giọng nói, bình tĩnh. Phí Bán Thanh không nói gì. Người đàn ông dẫn người phụ nữ đi đến trước mặt mọi người, ông ta nhìn Phí Bán Thanh cười nói, sư muội, đã lâu không gặp. Phí Bán Thanh không cảm xúc nói, xem ra ngươi đợi ta ở đây rất lâu rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, ta biết lần này muội sẽ đến, nhưng ta nghĩ đây chắc hẳn là lần cuối cùng muội đến vì nếu không có gì bất ngờ. Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu của các muội chắc lại sẽ đứng cuối. Giọng ông ta rất lớn nên người xung quanh đều nghe thấy. Lúc nghe đến Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu, mọi người đều quay đầu lại nhìn mấy người Diệp Quân, vẻ mặt hết sức quái lạ. Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu liên tục đứng cuối mấy trăm năm, thế nên bị gọi là vua đội sổ. Phí Bán Thanh nhìn người đàn ông trung niên, ánh mắt toát ra sát khí, lúc này Chu Phu bỗng nói. Đừng để chúng tìm được cớ nhắm vào đám tiểu quân, chúng ta đi thôi. Phí Bán Thanh im lặng hồi lâu rồi xoay người bỏ đi. Đúng lúc này người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên bỗng nhìn Phí Bán Thanh, chế giễu, đây chính là thánh nữ của Huyền Thiên Tông năm đó sao? Đúng là khiến người ta thất vọng, chẳng qua chỉ là một con chó chết chủ. Nạp Lan Ca híp mắt, tay phải siết chặt, nhưng lúc này một bóng người đã lao ra. Là Diệp Quân. Tốc độ của Diệp Quân cực nhanh, cộng thêm hắn đứng rất gần người phụ nữ mặc đồ xanh nên người phụ nữ đồ xanh vẫn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bóp chặt cổ họng, dùng sức ép về đằng sau. Người phụ nữ mặc đồ xanh bị đập cả người xuống đất, nền đất bỗng chốc nứt ra. Người đàn ông trung niên đó vừa định ra tay, Phí Bán Thanh đã chắn trước mặt Diệp Quân, lúc này Chu Phu cũng xuất hiện đằng sau ông ta. Lúc này Diệp Quân bỗng kéo tóc người phụ nữ. Sau đó kéo đến trước mặt Phí Bán Thanh, hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ đồ xanh mặt mày sưng húp, xin lỗi đạo sư ta mau. Người phụ nữ đồ xanh cười gằn, ta chính là người của Huyền Thiên. Diệp Quân đánh vào má phải của người phụ nữ mặc đồ xanh. Bốp, mặt bên phải của người phụ nữ đó sưng tấy. A, à, người phụ nữ mặc đồ xanh điên cuồng gào lên, người dám sỉ nhục ta chính là.
Diệp Quân lại đánh vào má trái của bà ta. Bốp! Mặt bên trái của người phụ nữ cũng sưng đỏ ửng, bà ta điên tiết gào mồm lên, người có gan thì giết ta đi, người có gan thì giết ta đi. Diệp Quân bỗng rút con dao găm ra, hắn nắm chặt con dao găm rồi để lên cổ họng người phụ nữ, sau đó cắt vào từng chút. A! À, lần này cuối cùng người phụ nữ mặc đồ xanh cũng đã sợ. Bà ta vội nói, ta xin lỗi, xin lỗi. Diệp Quân buông người phụ nữ mặc đồ xanh ra, sau đó đi đến trước mặt Phí Bán Thanh khẽ nói, bà ta xin lỗi rồi, người đừng tức giận nữa. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, không nói gì. Phí Bán Thanh khẽ cười, không tức giận nữa. Diệp Quân gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, lúc này, ông ta cũng đang nhìn hắn. Ông ta không ra tay bởi vì nếu như ông ta ra tay thì Phí Bán Thanh và Chu Phu cũng sẽ ra tay. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, cười nói, sư muội, đây là học viên mà muội mới thu nhận sao? Thật sự có khí phách đấy, ta hy vọng cậu ta luôn có khí phách như vậy. Phí Bán Thanh đang định lên tiếng, đúng vào lúc này, mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên lao tới từ phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người phía trước cổng thành vội vàng tránh sang một bên. Cường giả Huyền Thiên Tông tới rồi. Chỉ trong nháy mắt, 12 cường giả của Huyền Thiên Tông đã lao tới nơi, trong số đó có 3 người là cường giả ở cảnh giới thần phách. Ông lão mặc đồ xám đi đầu thì khí tức càng thâm trầm như biển, cho người ta một loại cảm giác áp chế vô hình. Nhìn thấy ông lão mặc đồ xám này, sắc mặt Chu Phu lập tức trầm xuống. Sau khi ông lão mặc đồ xám này dẫn đám người đi tới nơi, lão ta liếc nhìn người phụ nữ mặc đồ xanh thảm thương phía bên cạnh. Một giây sau, sắc mặt ông ta lập tức trở nên u ám, tiếp đó, cánh tay phải của ông ta vươn về phía Diệp Quân ở phía xa, không gian phía trước mặt Diệp Quân đột nhiên trở nên méo mó, ngay sau đó, một cánh tay giống như cánh tay của quỷ thò ra. Cảnh giới ngự không? Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả mọi người đang có mặt đều lập tức biến đổi. Cảnh giới ngự không là cảnh giới phía trên cảnh giới thần phách, không chỉ có thể xuyên qua không gian trong phạm vi nhỏ mà còn có thể kiểm soát sức mạnh thời không, thực lực thần bí không thể lường trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân khẽ híp hai mắt lại muốn rút kiếm ra, lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn rồi giơ tay bổ xuống. Bốp! Cánh tay đó lập tức bị đánh văng ra xa, ông lão mặc đồ xám kia cũng liên tiếp lùi ra sau mấy mét. Ông lão mặc đồ xám nhìn về phía Phí Bán Thanh, năm đó không nên để cho cô rời đi. Phí Bán Thanh cười nói, Ngụy Đồng, tên già chết tiệt nhà ngươi, năm đó ngươi đứng trước mặt ta còn chẳng bằng một con chó. Ông lão mặc đồ xám híp hai mắt lại, trong mắt ngập tràn sát khí, lúc này, Chu Phu cũng bước ra, sao thế, Huyền Thiên Tông đang khinh thường thư viện quan huyên chúng ta không có ai sao. Ông lão mặc đồ xám mỉa mai, thư viện quan huyên. Lời này ông nói ra không cảm thấy nực cười hả? Ông không nhìn xem bây giờ còn ai coi thư viện quan huyên Nam Châu mấy người ra cái gì nữa? Sắc mặt Chu Phu lập tức trầm xuống. Ông lão mặc đồ xám nhìn về phía Diệp Quân, hôm nay nếu như các ngươi không giao người này ra các ngươi đừng hòng đi đâu hết. Vừa dứt lời, cả đám cường giả của Huyền Thiên Tông lập tức bao vây lấy mấy người Diệp Quân. Diệp Quân nhìn ông lão mặc đồ xám, không nói gì. Nhưng kiếm hành đạo trong cơ thể hắn đã sẵn sàng bộc phát. Cảnh giới phá không? Hắn không hề sợ hãi, bây giờ hắn chỉ nghĩ nếu như rút kiếm ra thì có thể giết chết đối phương chỉ với một nhát kiếm hay không? Hơi khó. Có điều, nếu như đánh bất ngờ thì vẫn có cơ hội. Thật sự không được thì chém hai nhát. Đúng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo lấy cánh tay của hắn. Không phải Nạp Lan Ca mà là Phí Bán Thanh. Diệp Quân nhìn về phía Phí Bán Thanh, bà ấy cũng nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Diệp Quân trầm mặc. Đúng vào lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên truyền tới từ phía trong thành, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên to béo bước ra. Nhìn thấy người này, Tiêu Qua lập tức thở phào một hơi. Người tới chính là bố của y, cũng là tộc trưởng Tiêu Sơn của gia tộc họ Tiêu. Tiêu Sơn bước tới, cười nói, trưởng lão Ngụy Đồng. Ngay cả con trai ta mà ông cũng muốn giết sao? Ngụy Đồng cau mày, ông ta liếc nhìn Tiêu Qua phía bên cạnh, sau đó trầm giọng nói, tộc trưởng Tiêu Sơn, ông muốn nhúng tay vào chuyện giữa Huyền Thiên Tông bọn ta và bọn họ ư? Tiêu Sơn bình tĩnh nói, trưởng lão Ngụy Đồng,
ta chỉ muốn tới nhắc nhở ông một chút, những năm vừa qua, thư viện Quan Huyên ở Nam Châu quả thực đã suy tàn rồi. Suy tàn tới độ dù là nội bộ thư viện Quan Huyên cũng không coi ra gì nữa. Thế nhưng ông đừng quên, chung quy bọn họ vẫn là thư viện Quan Huyên. Hôm nay ông dám giết chết bọn họ ở nơi này, ông có tin ngày mai Huyền Thiên Tông của ông sẽ gặp rắc rối lớn hay không? Nghe vậy, sắc mặt Ngụy Đồng trở nên u ám. Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh Ngụy Đồng cười nói, "Ngụy trưởng lão, không phải gấp." Nghe vậy, giống như nhớ tới điều gì, Ngụy Đồng nhìn về phía Diệp Quân, "Vậy thì cho ngươi sống thêm vài ngày." Nói xong, ông ta quay người rời đi. Cả đám cường giả Huyền Thiên Tông cũng đồng loạt rời đi. Diệp Quân liếc nhìn Ngụy Đồng, không nói gì, còn Phí Bán Thanh vẫn luôn căng thẳng túm lấy tay hắn. Đợi mấy người Ngụy Đồng đi rồi, Tiêu Sơn nhìn về phía Chu Phu, cười nói, "Chu viện trưởng, mời." Chu Phu khẽ gật đầu. Một lát sau, mọi người đi tới Tiêu phủ. Bên trong đại sảnh, Tiêu Sơn đã bày tiệc tiếp đãi mọi người. Chè chén no say, sau khi tàn tiệc, Diệp Quân trở về biệt viện của mình, hắn vừa mới về tới nơi, Phí Bán Thanh đã xuất hiện ngay trước mặt. Diệp Quân khẽ hành lễ, "Đạo sư." Phí Bán Thanh nói, "Đi dạo một lát." Diệp Quân do dự một lát, sau đó gật đầu, "Được." Hai người men theo con đường nhỏ đá xanh trong sân đi về phía xa. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, "Lúc ở trước cổng thành, có phải ngươi muốn ra tay không?" Diệp Quân gật đầu. Phí Bán Thanh nói, "Chắc chắn giết được ông ta." Diệp Quân nói, "Chắc được 90%. Phí Bán Thanh liếc nhìn Diệp Quân, "Tại sao không phải là 100%? Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, "Không nói 100% là sợ bản thân ta kiêu ngạo." Phí Bán Thanh lắc đầu mỉm cười, "Thằng nhóc này." Bà ấy vừa nói vừa khẽ vén những lọn tóc bị gió thổi bên tai lên, "Có biết tại sao ta lại ngăn cản ngươi không?" Diệp Quân nói, sợ sự việc xé ra to. Phí Bán Thanh lắc đầu, không phải. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Phí Bán Thanh, thấy hơi khó hiểu. Phí Bán Thanh nhẹ giọng nói, chỗ này không giống như nơi khác, chỗ này cho dù là giết người thì cũng phải vì đại nghĩa, nói cách khác là phải có một cái cớ, nếu không một khi lớn chuyện thì thư viện sẽ không đứng về phía chúng ta. Tới lúc đó, một mình ngươi giết đã tay nhưng những người cùng tới đều sẽ gặp họa. Diệp Quân trầm mặc. Phí Bán Thanh lại nói, hơn nữa, giết một mình ông ta thì chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì giết ông ta thì vẫn sẽ có người khác tới khiêu khích, lúc đó ngươi lại giết tiếp sao? Diệp Quân trầm mặc không nói. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, một người đàn ông phải học được cách khống chế cảm xúc của mình, không thể để mặc cho cảm xúc kiểm soát chính mình. Đã hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Phí Bán Thanh khẽ cười, ta đi nghỉ ngơi đây. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, bà ấy quay người đi về phía bên phải. Đi chưa được mấy bước, bà ấy đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta chút giận, ta rất vui. Nói xong, bà ấy quay người đi về phía xa. Diệp Quân sau khi đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lúc thì cũng đi về phía viện của mình. Sau khi đi vào trong phòng, hắn tắt đèn. Nhưng một lát sau, cửa phòng lại được mở ra, Diệp Quân bước ra ngoài, lúc này hắn đã thay lên trên người một bộ đồ màu đen. Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, nhảy thẳng lên trên mái nhà, sau đó lập tức biến mất trong màn đêm đen kịt. Lần này Huyền Thiên Tông cũng tới tham gia cuộc tỷ võ của Thư viện Quan Huyên không chỉ có Thư viện Quan Huyên có thể tham gia mà các thế gia tông môn khác cũng có thể tham dự. Suy cho cùng dù là thế gia hay tông môn đều hy vọng đệ tử của mình có thể gia nhập Thư viện Quan Huyên thượng giới. Cả thượng giới chỉ có một tổng viện Quan Huyên. Nếu như có thể gia nhập vào bên trong, vậy thì đó thật sự là một vinh dự. Huyền Thiên Tông cũng coi như một tông môn lớn ở thượng giới, vậy nên Diệp Quân rất dễ dàng điều tra ra được nơi ở của đối phương. Túy Tiên Lâu. Đây chính là nơi mà đoàn người của Huyền Thiên Tông ở lại. Trong đêm đen, Tiểu Tháp đột nhiên nói, không phải ngươi vừa mới đồng ý với đạo sư của ngươi phải học được cách khống chế cảm xúc của bản thân sao? Diệp Quân nói, bây giờ ta rất bình tĩnh, không kích động chút nào. Tiểu Tháp trầm mặc một lúc, nói, có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa. Diệp Quân trầm giọng nói, Tháp gia, ông ta uy hiếp ta.
ông ta lại còn dám uy hiếp ta cơ đấy. Tiểu tháp do dự một lát, sau đó nói, ông ta uy hiếp ngươi, vậy nên ngươi muốn giết ông ta sao? Diệp Quân nói, ta giết ông ta không phải để cảm thấy thoải mái mà là để tránh mối nguy hiểm cấp bách. Tiểu tháp trầm giọng nói, tránh nguy hiểm cấp bách cái mẹ gì? Diệp Quân đột nhiên nói, tháp gia, ngươi có thể giúp ta che giấu khí tức của ta đi không? Tiểu tháp do dự một lát, sau đó nói, có thể, nhưng chỉ được nửa canh giờ thôi. Diệp Quân gật đầu, đủ rồi, đủ rồi. Diệp Quân vừa nói vừa đi tới bên ngoài cửa sổ tầng 9 của Túy Tiên Lâu, bên trong phòng có một ông lão đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khẽ nhắm. Người này chính là Ngụy Đồng. Nhờ có tiểu tháp giúp đỡ che giấu khí tức, vậy nên cho dù Diệp Quân cách đối phương gần như vậy thì Ngụy Đồng cũng không phát hiện ra hắn. Diệp Quân không vội ra tay, hắn đang đợi, chờ đợi một cơ hội thích hợp. Đối diện với loại cường giả này, nếu như không có cơ hội thích hợp, một khi chẳng thể giết chết bằng một nhát kiếm thì sẽ làm kinh động tới tất cả cường giả của Huyền Thiên Tông. Ngụy Đồng đột nhiên lấy ra một cuốn sách cổ, ông ta lật ra xem, không biết đọc được cái gì, nụ cười càng trở nên hèn hạ. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một cô gái trẻ tuổi chậm rãi bước vào bên trong. Sau khi vào phòng, cô gái trẻ tuổi khẽ mỉm cười, thẳng thừng cởi đồ. Diệp Quân cau mày, tháp gia, cô ta đang làm gì thế? Tiểu tháp bình tĩnh nói, cởi đồ. Diệp Quân trầm giọng nói, cởi đồ làm gì? Tiểu tháp nói, có thể là đánh bài. Diệp Quân. Lúc này, cô gái đó đã cởi sạch đồ trên người, ngay sau đó, cô ta đi tới trước mặt Ngụy Đồng. Ngụy Đồng mở to hai mắt, rồi ôm chầm lấy cô gái đó và đè xuống giường. Chẳng mấy chốc, những âm thanh không chút ổn định truyền ra bên ngoài, những âm thanh này lúc nhẹ lúc nặng, lúc lại gấp gáp, giống như một bản nhạc cực kỳ êm tai, khiến cho người nghe dạo dực khao khát. Bên ngoài cửa sổ, mặt Diệp Quân tối sầm cả lại, hóa ra là làm việc này. Lão già này khỏe thật. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào ông lão trên giường. Một lúc sau, không biết vì nguyên nhân gì, cơ thể ông lão đột nhiên co giật rất mạnh, giống như đang phát điên, nhưng trên mặt ông ta lại lộ ra vẻ say mê khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Còn cảm thán, 36 kế âm dương, kế nào cũng thâm độc hiểm ác, phong cảnh nhân gian nơi nào đẹp. Mỹ nhân bên dưới người xua đi hết vẻ điều hưu. Đúng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào. Thanh kiếm tới không hề có báo hiệu nào trước. Trên giường, sắc mặt Ngụy Đồng lập tức biến đổi, ông ta lập tức kéo cô gái kia ra chắn trước mặt mình. Đúng lúc này, thanh kiếm đột nhiên đổi hướng. Sau đó xuyên qua yết hầu của Ngụy Đồng với một góc độ cực kỳ hiểm hóc. Phập! Ngay tức thì, đầu của Ngụy Đồng văng ra bên ngoài. Một giây sau, kiếm bay ngược trở lại và biến mất bên ngoài cửa sổ. Trên giường, cô gái cứ thế ngẩn ra. Ngay lập tức, một tiếng thét thất thanh vang lên từ bên trong phòng. Lúc này, đám cường giả của Huyền Thiên Tông và một số thị vệ của Túy Tiên Lâu lao lên tầng 9. Khi nhìn thấy xác của Ngụy Đồng, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Trong màn đêm, Diệp Quân điên cuồng tháo chạy. Giết xong thì chạy. Thật đã. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên trong não Diệp Quân, có người đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Quân híp hai mắt lại, lập tức dừng bước, hắn nói với chất giọng khàn khàn, các hạ, ngươi có thể ra đây rồi. Không có hồi đáp. Tiểu tháp đột nhiên nói, 100 mét phía bên phải. Diệp Quân đột nhiên chỉ tay ra, một thanh kiếm khí lao thẳng về phía bên phải, nhưng một giây sau, kiếm khí đột nhiên biến mất. Lúc này, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người phụ nữ có dung mạo rất đẹp, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, cơ thể cực kỳ đầy đặn, đặc biệt là trước ngực, quần áo sắp sửa không thể che đậy nổi. Run rẩy, nhìn mà rung động lòng người. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, cười mà không nói gì. Diệp Quân đang định lên tiếng, đột nhiên người phụ nữ nhanh như cắt xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Trong lòng hắn chợt kinh động, một giây sau, hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng thì mặt nạ đã bị người phụ nữ này kéo xuống. Lúc hắn muốn ra tay thì người phụ nữ đã quay trở về vị trí ban đầu. Sắc mặt Diệp Quân chợt trầm xuống, thực lực này quá khủng bố. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, cười nói, kiếm tu trẻ thật. Còn trẻ như vậy đã lĩnh hội được kiếm ý, ngươi là thiên tài của nhà nào?
Diệp Quân trầm mặc. Người phụ nữ cười nói, ngươi không nói thì ta cũng có thể điều tra ra. Diệp Quân trầm giọng nói, thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên. Trong mắt người phụ nữ lóe lên vẻ khác lạ, sau đó nói, thư viện Quan Huyên của châu nào? Diệp Quân nói, Nam Châu. Nam Châu. Người phụ nữ kinh ngạc, ngươi là người của Nam Châu hạ giới ư? Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ quan sát Diệp Quân, cười nói, thú vị thật đấy. Diệp Quân liếc nhìn người phụ nữ, tiền bối là. Khóe miệng người phụ nữ khẽ cong lên, ngươi không biết ta à? Diệp Quân lắc đầu. Người phụ nữ cười nói, ngươi đi đi. Diệp Quân sững sờ, sau đó quay người biến mất trong màn đêm đen. Diệp Quân đi khuất, một ông lão xuất hiện phía sau lưng người phụ nữ, ông lão trầm giọng nói, viện trưởng, cậu ta giết trưởng lão Ngụy Đồng của Huyền Thiên Tông. Người phụ nữ liếc nhìn ông lão, một chàng trai đẹp trai như vậy, giết người thì đã làm sao? Ông lão ngẩn ra, ông ta do dự một lát, sau đó nói, chúng ta đã quy định không được phép giết người ở trong thành. Người phụ nữ bình tĩnh nói, ta không nhìn thấy, ông nhìn thấy rồi sao? Ông lão trầm mặc một lúc, nói, không thấy. Trên đường trở về Tiêu phủ, thần sắc của Diệp Quân cực kỳ nghiêm trọng, Tháp gia, người phụ nữ kia thật đáng sợ. Tháp gia đáp lời, ừ. Diệp Quân khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Tháp gia nói, ta cảm thấy đáng sợ mà. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, Tháp gia, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không sợ người phụ nữ đó, Tháp gia, có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không? Nếu có thì ngươi có thể nói với ta, khả năng chịu đựng của ta rất lớn đấy. Sau một lúc im lặng, Tiểu Tháp nói, không có. Diệp Quân cười khổ bảo, được, nếu bây giờ ngươi không muốn nói thì sau này có cơ hội rồi nói với ta cũng được. Tiểu Tháp thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, thằng nhóc này đúng là không phải người hiền lành gì. Trong ba đời nhà họ Diệp, đời sau thông minh hơn đời trước. Đúng là làm khó cho Tiểu Tháp này rồi. Diệp Quân đột nhiên thấp giọng thở dài, sau khi tới đây sau, ta phát hiện có nhiều người hùng mạnh, ta thật sự quá yếu. Cần phải cố gắng hơn. Tiểu Tháp vội vàng nói, đúng vậy, ngươi cần phải cố gắng hơn. Diệp Quân hơi khó hiểu, tại sao bà ấy lại thả ta đi? Tiểu Tháp đáp lời, chắc là có mưu đồ lợi ích gì đó. Diệp Quân ngờ vực, có mưu đồ lợi ích ư, nhưng ta chẳng có gì cả. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân không lên tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa, bởi vì hắn biết Tháp gia đã cố ý giấu hắn có hỏi thì cũng không thu được kết quả gì. Dù sao hắn cũng không vội, chỉ cần chậm rãi dỗ dành Tháp gia là được. Tháp gia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng Tháp gia có bảo bối, nhất định phải dỗ dành thật tốt. Hơn nữa, hắn phát hiện Tháp gia rất dễ nói chuyện, chỉ cần hắn nịnh nọt Tháp gia sẽ cho hắn bảo bối. Một lúc sau, Diệp Quân trở về biệt viện của mình, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhưng vừa đẩy cửa, hắn lập tức sững sờ. Ngồi cách đó không xa trước mặt hắn là một người phụ nữ. Là Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn hắn, không nói gì. Biểu cảm Diệp Quân hơi cứng đờ, hắn chần chờ một lát, sau đó nói, ta đi nhầm phòng rồi. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, vào đây. Diệp Quân hơi đau đầu, xoay người đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại và cởi bộ đồ ban đêm. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quân, đi giết Ngụy Đồng rồi à? Diệp Quân gật đầu. Sắc mặt Phí Bán Thanh khá bình tĩnh, không nhìn ra biểu hiện vui mừng giận dữ, xem ra những lời ta đã nói với người cũng như gió thổi bên tai. Diệp Quân vội vàng đáp lời, đạo sư, không ai biết ta làm đâu. Phí Bán Thanh đột nhiên đập bàn. Tức giận nói, người có biết đây là đâu không hả? Đây là thượng giới, ở đây ngọa hổ tàng long, không biết có bao nhiêu cao thủ. Ngộ nhớ có người phát hiện, người có biết người sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm không? Diệp Quân khẽ cúi đầu không nói gì. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, núi cao còn có núi cao hơn. Đừng tưởng rằng ngươi là một kiếm tu thì muốn làm gì thì làm. Diệp Quân gật đầu, đạo sư dạy phải ạ, lần sau ta không dám nữa. Nghe vậy, Phí Bán Thanh đột nhiên cảm thấy đau đầu, vốn dĩ định nổi giận, nhưng bây giờ ngọn lửa giận đã tiêu tan đi phân nửa. Sau khi trầm mặc một lát, Phí Bán Thanh hỏi, người không bị thương đấy chứ?
Diệp Quân lắc đầu, không. Phí Bán Thanh liếc nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp, nghỉ ngơi đi. Dứt lời, bà ấy đặt một bình bạch ngọc xuống rồi đứng dậy rời đi. Diệp Quân vội vàng nói, đạo sư, đây là gì? Phí Bán Thanh trả lời, một viên đan dược cực phẩm cấp thiên, sau khi uống vào, trong vòng nửa giờ thực lực có thể tăng lên ít nhất 30%, tác dụng phụ tương đối nhỏ. Diệp Quân do dự, sau đó định từ chối, nhưng Phí Bán Thanh đã rời khỏi phòng. Diệp Quân vội vàng cầm viên đan dược đuổi ra ngoài, hắn đi tới trước mặt Phí Bán Thanh, đang định mở lời, Phí Bán Thanh đột nhiên nói trước, nếu ngươi dám trả lại cho ta thì ta sẽ đánh tét mông ngươi đấy. Diệp Quân cười nói, đồ của đạo sư tặng, đương nhiên ta sẽ nhận. Phí Bán Thanh nhẹ nhàng nói, con và tiểu ca giống nhau, cứ gọi ta là sư phụ đi. Diệp Quân do dự một chút, sau đó gật đầu nói, sư phụ. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, cảm giác thế nào khi giết cường giả cảnh giới ngự không? Diệp Quân trầm giọng nói, may mắn thôi. Quả thật là gặp may mắn. Hắn đánh lén, hơn nữa đối phương lại đang ở trong trạng thái như vậy, nếu là một chọi một như bình thường thì thật sự hắn không nắm chắc. Loại cường giả có thể xuyên qua thời không này vẫn cực kỳ lợi hại. Phí Bán Thanh nói, nếu ngày mai Huyền Thiên Tông tới tìm con thì con cứ khăng khăng đừng thừa nhận, biết chưa hả? Diệp Quân gật đầu, con hiểu rồi. Ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng ta sẽ không thừa nhận. Phí Bán Thanh liếc mắt nhìn Diệp Quân, trước đó con cũng từng nói con hiểu rồi, sau đó lại xoay người đi giết người. Diệp Quân mỉm cười giễu cợt, nhưng không nói gì. Tuyệt đối đừng tranh luận với một người phụ nữ, bà ấy nói gì ngươi cứ gật đầu, như vậy bà ấy sẽ không thể giận được nữa. Phí Bán Thanh khẽ lắc đầu, con đấy. Bề ngoài trông có vẻ ôn hòa điềm tĩnh, nhưng bên trong lại như con sói, không chịu thua thiệt. Diệp Quân khẽ mỉm cười, con không ức hiếp người khác, nhưng cũng sẽ không để ai ức hiếp. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, tại sao trước đó con lại thay ta ra tay? Diệp Quân trầm giọng nói. Người phụ nữ đó sỉ nhục người, như vậy là không được. Trầm mặc một lát, Phí Bán Thanh nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đối phó với Huyền Thiên Tông. Diệp Quân gật đầu, vâng. Sau khi Phí Bán Thanh rời đi, Diệp Quân trở về phòng, rồi nằm trên giường, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, tháp ra, vừa rồi lúc giết Ngụy Đồng, ta đã có cảm ngộ nhất định về kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử. Sau khi tháp gia truyền thụ cho hắn kiếm kỹ này, kỳ thực hắn cũng rất ít sử dụng. Bởi vì hắn cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu hết sự tinh túy của kiếm kỹ này. Nhưng vừa rồi khi giết người, hắn đã có cảm ngộ. Tiểu tháp nói, cảm ngộ gì cơ? Diệp Quân trầm giọng nói, giết người. Có phải kiếm kỹ này tạo ra để giết người không? Tiểu tháp đáp, nói cho ta biết cách nghĩ của ngươi. Diệp Quân khẽ gật đầu. Sau đó nói, khi ta muốn giết Ngụy Đồng, ta cho rằng ông ta nhất định phải chết, cho nên ta phát hiện uy lực và tốc độ phi kiếm của ta dường như đã tăng lên rất nhiều. Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân lại nói tiếp, do đó, ta nghĩ rằng, muốn tu luyện kiếm kỹ nhất kiếm định sinh tử, không thể chỉ tu luyện mà phải giết người, nhất định phải có ý giết người. Sau một lúc im lặng, tiểu tháp hỏi, còn gì nữa không? Diệp Quân nói tiếp, ý định giết người càng nặng thì uy lực của kiếm kỹ sẽ càng mạnh. Vì vậy, ta thấy rằng ta không thể luyện kiếm kỹ này như những thứ khác, ta chỉ có thể thông qua việc giết người để tu luyện kiếm kỹ này. Tiểu tháp nói, cứ làm theo cách nghĩ của ngươi đi. Diệp Quân vội vàng đáp, tháp gia, ta đoán đúng rồi à. Tiểu tháp nói, ngươi không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác, ngươi chỉ cần làm theo nội tâm của mình là được. Diệp Quân gật đầu, được. Kỹ năng giết người. Bên trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn đột nhiên vang lên, khả năng lĩnh ngộ của tên nhóc này thật đáng sợ. Tiểu tháp nói, chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn nữa, không thể để hắn đi sai đường. Giọng nói bí ẩn đáp, quả thật như vậy. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau Huyền Thiên Tông dẫn theo một nhóm cường giả đến tiêu phủ. Phía trước tiêu phủ, đám người Chu Phu bước ra ngoài. Người đứng đầu Huyền Thiên Tông chính là người đàn ông trung niên lúc đầu đứng ở cửa thành, khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, Lục Liêm, nghe nói Ngụy Đồng chết rồi à? Đúng là đáng chúc mừng. Lục Liêm nhìn chằm chằm Phí Bán Thanh, là các người đã làm.
Phí Bán Thanh cười nói, bằng chứng đâu? Lục Liêm cười nói, Phí Bán Thanh, bà có biết các người đang làm gì không? Làm vậy là đang khiêu khích Huyền Thiên Tông bọn ta. Phí Bán Thanh cười khẩy nói, ta sợ quá. Nghe vậy, sắc mặt Lục Liêm lập tức trở nên cực kỳ u ám. Đúng lúc này, Tiêu Sơn bước ra, trầm giọng nói, Lục Liêm, Ngụy Đồng là cường giả cảnh giới ngự không, ông nghĩ ai trong số bọn ta ở đây có thể âm thầm giết chết ông ta? Lục Liêm im lặng. Tiêu Sơn lại nói tiếp, hơn nữa, theo ta được biết, người giết ông ta là một kiếm tu. Sắc mặt Lục Liêm cực kỳ khó coi. Chuyện Diệp Quân là kiếm tu chỉ có người ở hạ giới mới biết, mà mấy người ở thư viện Quan Huyên bọn họ ắt sẽ không để lộ thân phận kiếm tu của hắn. Tiêu Sơn nhìn Lục Liêm, chuyện này có điểm kỳ quái, ta đề nghị ông đi điều tra cho kỹ càng. Lục Liêm cười khẽ nói, sau khi Huyền Thiên Tông bọn ta đến đây, chỉ phát sinh mâu thuẫn với thư viện Quan Huyên Nam Châu. Ban ngày mâu thuẫn vừa phát sinh, nửa đêm trưởng lão Ngụy Thông đã bị giết. Ngoại trừ thư viện Quan Huyên thì còn có thể là ai chứ? Tiêu Sơn bình tĩnh nói, Lục Liêm, ông có chứng cứ không? Lục Liêm nhìn thẳng vào Tiêu Sơn, không, ta chỉ hoài nghi. Tiêu Sơn lắc đầu, Lục Liêm, dù sao ông cũng là trưởng lão, sao lại nói năng vô trách nhiệm như vậy? Không có chứng cứ, ông ở đây nói được gì? Lục Liêm đột nhiên quay đầu lại nhìn Phí Bán Thanh, một lúc sau, đột nhiên cười nói, gió ở thượng giới rất lớn. Bảo học sinh của bà cẩn thận một chút, đừng để bị gió thổi chết. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Sau khi đám người Lục Liêm rời đi, Tiêu Sơn quay lại liếc nhìn mấy người Phí Bán Thanh, quả thực, ông ấy cũng hơi nghi hoặc. Thật sự là mấy tên này giết người sao? Lúc này, Chu Phù đột nhiên nhìn về phía ba người Diệp Quân, trong khoảng thời gian này, các ngươi ở Tiêu Phủ chăm chỉ tu luyện, không có việc gì thì đừng rời khỏi Tiêu Phủ. Ba người Diệp Quân gật đầu. Chu Phu nhìn Tiêu Sơn, Tiêu Huynh, quả thực làm phiền huynh quá. Tiêu Sơn lắc đầu, giữa ta với đệ không cần nói những lời này. Chu Phu trầm giọng nói, bây giờ chỉ có thể đợi cuộc tỷ võ vào 2 tháng sau. Tiêu Sơn khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ có thể ở trong Tiêu Phủ chăm chỉ khổ luyện. Rời khỏi Tiêu Phủ cũng được, nhưng tuyệt đối không được ra khỏi thành. Bởi vì trong thành, không ai dám giết người giữa ban ngày ban mặt, còn ra khỏi thành thì sẽ rất nguy hiểm. Chu Phu gật đầu, bất kể là Tiêu Qua, Diệp Quân hay Nạp Lan Ca họ đều là yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt, nếu chết ở đây thì thật đáng tiếc. Một lát sau, Diệp Quân đến tàng thư các của gia tộc họ Tiêu, hắn vẫn thấy khá lạ lẫm với thượng giới, nên quyết định đi tìm hiểu nhiều hơn về thượng giới. Sau khi xem khoảng 1 canh giờ, hắn đã có một số hiểu biết về các thế lực lớn ở thượng giới. Thượng giới chỉ có 2 giới Nam Bắc, mà toàn bộ thượng giới, Thư viện Quan Huyên là thế lực mạnh nhất, tiếp theo là 2 đại gia tộc cùng 3 tông môn. 2 đại gia tộc là nhà họ Vương và nhà họ Triệu, đây là 2 đại thế gia thượng giới, đã có lịch sử mấy ngàn năm, thâm căn cố đế. Còn 3 đại tông lần lượt là Huyền Thiên Tông, Tinh Vẫn Tông và Vân Tông. Trong số đó, Vân Tông và nhà họ Triệu ở Bắc giới tương đối bí ẩn. Ngoài ra, còn có một thế lực là Tiên Bảo Các này bình thường không tham gia vào các cuộc tranh đấu với bất kỳ thế lực nào, nhưng không một thế lực nào dám đắc tội với bọn họ. Đây là một thế lực cực kỳ giàu có. Ngay cả Thư viện Quan Huyên cũng nể mặt Tiên Bảo Các. Không chỉ ở thượng giới, cho dù ở vũ trụ Quan Huyên thì Thư viện Quan Huyên cũng phải nể mặt Tiên Bảo Các. Bởi vì khi thành lập Thư viện Quan Huyên, nếu không có sự hỗ trợ tài chính của Tiên Bảo Các thì Thư viện Quan Huyên chắc chắn không thể xây dựng xong. Hơn nữa, quan hệ giữa các chủ của Tiên Bảo Các và kiếm chủ nhân gian của Thư viện Quan Huyên cũng không bình thường. Lần này tới tham gia cuộc tỷ võ có 360 châu, mà trong số 360 châu này có 2 châu có thực lực còn mạnh hơn thượng giới này. 2 châu này là Thanh Châu và Vân Châu. Trong đó, Thanh Châu là mạnh nhất. Bởi vì đây là nơi ra đời của kiếm chủ nhân gian, năm đó nơi này nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về tài nguyên từ Tổng Thư viện Quan Huyên. Nghe đồn năm đó Tổng Thư viện Quan Huyên suýt chút nữa đã được đặt ở Thanh Châu. Còn Vân Châu cũng không đơn giản, Vân Châu cũng là nơi địa linh nhân kiệt, có vô số thiên tài, đã từng có 3 vị đại đế. Đáng tiếc mấy trăm năm nay Vân Châu lần nào cũng bị Thanh Châu áp đảo. Trong mỗi cuộc tỷ võ,
Thanh Châu đều mạnh đến mức khiến các châu khác tuyệt vọng. Khi Diệp Quân ra khỏi tàng thư các đã là ban đêm. Đêm nay, trăng tròn treo trên bầu trời đầy sao, vô số ngôi sao lấp lánh. Lúc này, Nạp Lan Ca đột nhiên bước tới từ bên cạnh. Đêm nay, Nạp Lan Ca mặc một chiếc váy dài màu tím, mái tóc dài bồng bềnh, bước đi chậm rãi, phong thái trầm tĩnh tao nhã, vẻ đẹp mê người. Nạp Lan Ca đi tới trước mặt Diệp Quân, khẽ cười nói, có muốn đi dạo chút không? Tối nay là Tết Thượng Nguyên, mỗi năm một lần, trong thành rất náo nhiệt. Diệp Quân chớp mắt, Tết Thượng Nguyên. Nạp Lan Ca gật đầu, đúng vậy. Được một cô gái xinh đẹp hẹn đi chơi đương nhiên hắn sẽ không từ chối. Diệp Quân cười nói, đi thôi. Nạp Lan Ca mỉm cười đáp, đi. Hai người rời khỏi Thiêu Phủ, đi về phía trung tâm thành. Đêm nay những ngôi nhà xung quanh đều treo đèn lồng đỏ, hai bên đường người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi trong thành thỉnh thoảng lại bắn pháo hoa lên trời vô cùng đẹp mắt. Tết Thượng Nguyên này được tạo ra bởi các chủ tiên bảo các và được duy trì cho đến ngày nay. Trên đường, hai người chậm rãi bước đi. Nạp Lan Ca nhìn xung quanh cười nói, ta thích bầu không khí pháo hoa này. Diệp Quân gật đầu, ta cũng thích. Nạp Lan Ca nhẹ nhàng nói, nghe nói, người càng mạnh càng cô độc, ta không hy vọng con đường võ đạo của ta sẽ là con đường cô độc. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Ca, con đường võ đạo quả thật rất cô độc, tiểu ca, muội có bằng lòng đi cùng ta không? Nạp Lan Ca quay sang nhìn Diệp Quân. Hắn khẽ mỉm cười, ta hy vọng chúng ta có thể đi cùng nhau, nếu chúng ta có thể luôn luôn vô địch, thì chúng ta sẽ vô địch mãi mãi. Nếu không, thì chúng ta sẽ chết cùng nhau, kiếp sau gặp lại, được không? Kiếp sau gặp lại. Nạp Lan Ca hơi thất thần, một lúc sau mới cười tủm tỉm nói, huynh có yêu muội không? Diệp Quân hỏi ngược lại, muội có yêu huynh không? Nạp Lan Ca lắc đầu, muội không biết. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Muội chưa từng yêu đương bao giờ nên không biết yêu là gì, nhưng ở bên cạnh huynh, muội cảm thấy rất vui vẻ. Đây có được coi là tình yêu không? Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, huynh cũng chưa từng yêu, nhưng cảm giác của huynh cũng giống muội, huynh cũng rất vui khi ở bên cạnh muội. Khóe miệng Nạp Lan Ca hơi cong lên. Diệp Quân cười nói, có lẽ chúng ta đều yêu, hoặc có lẽ chúng ta đều không yêu, kệ nó đi. Dù sao chỉ cần vui vẻ là được. Nạp Lan Ca gật đầu, đồng ý. Diệp Quân đang định nói tiếp thì đúng lúc này, một chàng trai mặc đồ trắng đột nhiên đi tới trước mặt Nạp Lan Ca. Chàng trai mặc áo trắng khẽ hành lễ, cười nói, này cô gái, ta là Vương Nguyên nhà họ Vương. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, ta đã thấy cô xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, trong lòng ta đột nhiên nảy sinh tình yêu, không biết cô nương. Nạp Lan Ca đột nhiên nắm lấy tay Diệp Quân. Cô nhìn thẳng vào Vương Nguyên, người không nhìn ra bọn ta là một đôi sao. Mắt người mọc ở sau mông à. Nghe Nạp Lan Ca nói vậy, khuôn mặt Vương Nguyên hơi gượng gạo. Nhà họ Vương, đó là một trong hai gia tộc lớn ở thượng giới. Hơn nữa gã còn là thế tử. Mấy năm nay, phụ nữ mà gã muốn theo đuổi, không một ai có thể từ chối được gã. Tại sao? Có tiền, có quyền, có thực lực. Tối nay là Tết Thượng Nguyên, gã đến đây để săn bắt, vừa rồi gã đã nhìn thấy Nạp Lan Ca. Vừa thấy cô, gã khẽ cười. Phụ nữ xinh đẹp như vậy đúng là món quà ông trời ban cho Vương Nguyên gã. Mà bây giờ cô gái này lại từ chối gã. Nhưng lại càng khiến gã cảm thấy có hứng thú. Với đàn ông, cô gái có cảm giác chinh phục lại càng thú vị. Bị Nạp Lan Ca từ chối, Vương Nguyên cũng không tức giận. Gã khẽ cười, cô nương này, ta không có ý gì khác, chỉ muốn làm quen với cô thôi, ta. Diệp Quân bỗng nói, muội ấy không muốn làm quen với ngươi. Vương Nguyên quay sang nhìn Diệp Quân cười nói, vị công tử này xưng hô thế nào? Là con cháu của gia tộc lớn, tất nhiên gã sẽ không ngu ngốc đi gây thù với người khác. Vì một khi chọc vào người không nên chọc, không chỉ bản thân gã chịu tội mà có khả năng mang họa đến cho nhà họ Vương. Mặc dù khả năng này cực kỳ thấp, nhưng gã vẫn rất thận trọng. Nếu là con cháu của gia tộc lớn thì hóa địch thành bạn, nếu không phải thì đâm một dao sau lưng. Diệp Quân nhìn Vương Nguyên cười nói, người đoán xem. Nghe thế Vương Nguyên híp mắt nhưng vẫn nở nụ cười. Diệp Quân nhìn chằm chằm Vương Nguyên,
bọn ta không muốn bị làm phiền nữa. Nói rồi hắn kéo Nạp Lan Ca đi nhìn phía đằng xa. Vương Nguyên bỗng cười nói, thú vị đấy, hắn thế mà lại dám đe dọa ta. Người đâu, ta muốn biết tất cả thông tin về người này trong vòng nửa canh giờ. Một ông lão ở phía sau gã lặng lẽ rời đi. Ánh mắt Vương Nguyên lóe lên tia sáng. Ở đằng xa, Diệp Quân và Nạp Lan Ca cứ thế nắm tay đi đến chỗ khác. Nạp Lan Ca không buông ra. Tất nhiên Diệp Quân cũng sẽ không buông. Rất tự nhiên. Nạp Lan Ca bỗng nói, muội cảm nhận được sát khí của huynh rồi. Diệp Quân gật đầu, nếu là huynh khi gặp một cô gái đi bên cạnh một người đàn ông, huynh sẽ không chủ động đến bắt chuyện, vì như thế là không tôn trọng cô gái đó, cũng không tôn trọng cả người đàn ông, nhưng hắn ta lại làm thế. Nạp Lan Ca quay sang nhìn Diệp Quân, huynh sẽ chủ động bắt chuyện với phụ nữ không? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, chắc sẽ không. Nạp Lan Ca rất có hứng thú, tại sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, cố gắng trở nên mạnh, kiếm được nhiều tiền, tất sẽ có phụ nữ đến bắt chuyện. Nạp Lan Ca sửng sốt, sau đó nói, có lý. Nói rồi hai người nhìn nhau mỉm cười. Diệp Quân nói, huynh nghĩ hắn sẽ không buông tha dễ dàng đâu. Nạp Lan Ca cười nói, muội cũng nghĩ thế. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, sao muội lại nghĩ thế? Nạp Lan Ca chớp mắt, muội muốn đi dạo ngoài thành, huynh đi với muội không? Diệp Quân cười nói, đương nhiên rồi. Nói rồi hai người đi về phía ngoài thành. Mà tay của hai người vẫn nắm chặt lấy tay đối phương. Hình như hai người đều quên mất chuyện này. Lúc này Diệp Quân bỗng dừng lại, hắn kéo Nạp Lan Ca đi đến trước một sạp hàng. Hắn lấy một tử tinh rồi đưa cho ông lão, sau đó lấy một cây châm hồ điệp. Ông chủ nhìn tử tinh trong tay, cười không khép được miệng, đúng là phát tài rồi. Diệp Quân xoay người nhìn Nạp Lan Ca nói, huynh cài lên giúp muội. Nạp Lan Ca chớp mắt, huynh không hỏi muội có thích hay không à? Diệp Quân nhếch môi, lần đầu tiên tặng con gái món đồ như vậy, không có kinh nghiệm, ừ, muội thích không? Nạp Lan Ca bật cười, cài lên giúp muội. Diệp Quân gật đầu, hắn đứng lại gần Nạp Lan Ca, hai người dựa vào rất gần, cả hai đều có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Diệp Quân nhẹ nhàng cài cây châm lên tóc Nạp Lan Ca nhưng hắn thấy thế nào cũng không đúng. Nạp Lan Ca cười nói, được rồi đấy. Diệp Quân do dự rồi nói, ừ. Nói rồi hai người nắm tay đi ra ngoài thành. Không lâu sau hai người đến bên ngoài thành. Ngoài thành rất vắng vẻ nhưng lúc này ở trong bụi cỏ bên cạnh vang lên từng tiếng thở dốc. Là giọng của phụ nữ. Âm thanh này hơi gấp gáp, còn thở dốc, cộng thêm chút hưng phấn. Còn nói năng ấp úng, muốn, không muốn, 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 nơi đó không muốn. Cũng không biết rốt cuộc là có muốn hay không. Diệp Quân và Nạp Lan Ca đều im lặng. Bầu không khí bỗng chốc hơi không đứng đắn. Diệp Quân bỗng nói, chúng ta đi sang bên cạnh đi. Nói rồi hắn kéo Nạp Lan Ca đi sang bên phải. Sau khúc đệm nhỏ vừa rồi, hai người đều trở nên im lặng. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, cô trở nên xinh đẹp tuyệt vời dưới ánh trăng sáng, không gì có thể so sánh được vẻ đẹp này. Diệp Quân khẽ nói, tiểu ca, muội xinh thật. Nạp Lan Ca chớp mắt, thế gian này có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp mà. Diệp Quân khẽ cười. Vẻ đẹp của họ cùng lắm ở tồn tại trong mắt huynh, còn vẻ đẹp của muội nằm ở trong tim huynh. Nạp Lan Ca ngượng ngùng, không được nói mấy lời tình tứ nữa, muội không muốn nghe. Tiểu tháp. Diệp Quân khẽ cười, hắn nắm chặt tay Nạp Lan Ca. Lúc này tiếng bước chân bỗng vang lên từ đằng sau họ. Người đến chính là Vương Nguyên, đằng sau gã còn có một ông lão. Vương Nguyên nhìn hai người, mỉm cười, thú vị đấy. Các người cố ý dẫn bọn ta ra đây. Diệp Quân và Nạp Lan Ca xoay người nhìn Vương Nguyên, Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm gã, người nghĩ mình phong độ ngời ngời lắm phải không? Vương Nguyên híp mắt cười nói, cô nương, ta chỉ muốn làm quen với cô, không có ý gì khác. Nạp Lan Ca lắc đầu, ta không muốn làm quen với ngươi. Vương Nguyên bật cười, nhưng ta muốn làm quen với cô. Nói rồi gã bỗng nhìn sang Diệp Quân. Ban đầu ta cứ nghĩ ngươi là con cháu gia tộc lớn nào đó nhưng không ngờ ngươi lại đến từ Nam Châu, chậc chậc, phải nói là ta vẫn bái phục ngươi, vì ngươi dám đe dọa ta, đúng là có can đảm đấy. Diệp Quân nhìn Vương Nguyên không nói gì, vì hắn không cần thiết phải nói chuyện với người chết.
Nụ cười của Vương Nguyên dần trở nên lạnh lùng, người nghĩ xong mình muốn chết thế nào chưa? Lúc này ông lão phía sau Vương Nguyên trầm giọng nói, thiếu gia, hai người này không đơn giản. Vương Nguyên cau mày, đang định nói gì đó thì lúc này tay phải của Nạp Lan Ca bỗng giơ lên, ngay sau đó không gian trước mặt Vương Nguyên nứt ra, sau đó một bàn tay bóp lấy cổ gã. Vương Nguyên và ông lão biến sắc. Diệp Quân cũng sửng sốt. Cảnh giới ngự không? Hắn không ngờ Nạp Lan Ca đã đạt đến cảnh giới ngự không rồi. Vô lý quá. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm gương mặt sợ hãi của Vương Nguyên, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt, so với tiểu quân nhà ta, người còn kém xa ở 108.000 dặm. Nói rồi tay phải cô càng dùng sức hơn. Rắc. Đầu Vương Nguyên bị vặn ra, máu bắn ra tung tóe. Lúc này ông lão ở một bên hoàn hồn, ông ta xoay người bỏ chạy nhưng ngay sau đó không gian trước mặt ông ta nứt ra, một bàn tay tấn công vào cổ ông ta. Vèo. Vẻ mặt ông lão cứng nhắc, sau đó ngã xuống. Nạp Lan Ca mở lòng bàn tay ra, nhẫn không gian của hai người bay vào trong tay cô nhìn nó một lúc rồi lấy 1.000 kim tinh ra đưa cho Diệp Quân, mỗi người một nửa. Diệp Quân nhận lấy nhẫn không gian, sau đó nói, tiểu ca, muội đạt tới cảnh giới ngự không rồi ư. Nạp Lan Ca cười nói, bất ngờ lắm sao? Diệp Quân gật đầu, bất ngờ lắm. Nạp Lan Ca cười nói, chuyện này phải cảm ơn huynh. Diệp Quân hơi khó hiểu. Nạp Lan Ca, cảm ơn công pháp cấp tiên của huynh, nếu không nhờ công pháp cấp tiên của huynh, muội không thể thăng cấp nhanh như thế. Công pháp cấp tiên. Diệp Quân lập tức hiểu ra, hắn suýt nữa đã quên mất công pháp cấp tiên này. Công pháp cấp tiên kết hợp với thể chất đặc biệt của Nạp Lan Ca quả đúng là tuyệt. Nạp Lan Ca cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hai người đi khỏi đó. Hai người đi không lâu, một ông lão bỗng xuất hiện, khi nhìn thấy thi thể của Vương Nguyên và ông lão kia, sắc mặt ông ta thay đổi. Lúc này một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện. Người này chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Vương, Vương Khởi. Vương Khởi nhìn thi thể của Vương Nguyên trước mặt, cảnh giới ngự không? Ông lão gật đầu, người giết nó là cảnh giới ngự không? Nói rồi ông ta ngừng một chốc rồi mới nói tiếp, ta lập tức đi điều tra. Vương Khởi bỗng nói, khoan đã. Ông lão nhìn Vương Khởi bình tĩnh nói, cuộc tỷ võ sắp đến, khoảng thời gian này các thiên tài và yêu nghiệt của các châu sẽ liên tục đến Thượng Thành, trong khoảng thời gian này Thượng Thành sẽ không được bình yên. Nói rồi ông ta nhìn ông lão, nếu đối phương đã dám giết người nhà họ Vương thì chứng tỏ đối phương không sợ nhà họ Vương. Ông lão trầm giọng nói, ý tộc trưởng là. Vương Khởi nói, điều tra. Nhưng sau khi điều tra được thì không thể hành động tùy tiện. Ông lão gật đầu, vâng. Nói rồi ông ta do dự một chốc, sau đó nhìn Vương Nguyên, hai người họ. Vương Khởi bình tĩnh nói, đem về cho đại trưởng lão, đây chính là kết cục của việc ông ta không dạy dỗ cho tốt. Ông lão trầm giọng nói, nếu đại trưởng lão nhìn thấy, e là sẽ không tiếc mọi giá điên cuồng trả thù. Vương Khởi nhìn ông lão, vậy thì cứ tùy ông ta. Nói rồi ông ta xoay người bỏ đi. Ông lão im lặng hồi lâu. Rõ là tộc trưởng đang mượn dao giết người. Sau khi về đến tiêu phủ, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đều về phòng mình. Về đến phòng, Diệp Quân ngồi khoanh chân lại, lấy một đống kim tinh ra, sau đó vận chuyển tâm pháp cấp tiên. Bứt phá lên cảnh giới thần phách. Thật ra khi ở thư viện Quan Huyên, hắn đã đạt đến cảnh giới thông u đỉnh cao, chỉ còn một chút nữa là cảnh giới thần phách. Nhưng lúc đó hắn vẫn chưa bứt phá lên cảnh giới thần phách. Vì hắn muốn cho bản thân sau khi đạt đến cực hạn cuối cùng của một cảnh giới thì sẽ tiếp tục bứt phá cảnh giới tiếp theo. Nhưng bây giờ hắn nghĩ thời cơ đã đến. Tu luyện rất tốn tiền. Không lâu sau, hắn đã dùng hết hàng ngàn kim tinh. Chủ yếu là công pháp cấp tiên này quá nghịch thiên. Khí tức của Diệp Quân liên tục tăng lên, lúc này thần hồn của hắn cũng đạt đến mức cực đại. Một canh giờ sau, hắn đã tiêu hao hết 3.000 kim tinh. Lúc này khí tức của hắn đã đến đỉnh cao. Thêm nửa canh giờ nữa, sau khi tiếp tục tiêu thêm hơn 2.000 kim tinh, hắn bỗng mở mắt ra, miệng hắn bỗng phun ra luồng khí tức đục ngầu. Lúc này đầu hắn toát đầy mồ hôi nhưng cả người lại cực kỳ thoải mái. Cảnh giới thần phách. Lúc này hắn cảm thấy thần thức của mình vô cùng nhanh nhạy. Có thể cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của từng con kiến trong phòng,
Cảm nhận được thế, Diệp Quân hơi cong môi lên, nếu bây giờ ngự kiếm, chắc chắn uy lực càng mạnh hơn. Vì ngự kiếm và thần hồn có liên quan đến nhau. Nếu kết hợp với kiếm ý, bây giờ hắn hoàn toàn có tự tin dễ dàng giết được một cường giả cảnh giới ngự không có bản lĩnh. Vì kiếm của hắn rất nhanh. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân cúi đầu nhìn nhẫn không gian của mình, trong nhẫn không gian chỉ còn lại không đến 2000 kim tinh. Thấy thế, Diệp Quân cười khổ. Phải nói là tu luyện quả thật tốn rất nhiều tiền. Càng lên cao thì càng tốn tiền. Người bình thường hoàn toàn không thể tu luyện nổi. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, tháp ra, có đó không? Tiểu tháp nói, làm gì? Diệp Quân do dự, sau đó nói, thì, giờ ngươi có tiền không? Ta mượn một ít tiền. Tiểu tháp nói, không có tiền. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta có mượn có trả mà. Tiểu tháp nói, ta không có tiền thật, giờ ta đang bị thương nặng, nếu không ta đã mở thế giới bên trong này cho ngươi rồi. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, vậy ngươi có bảo vật gì đó hay không? Ta lấy đi bán, đổi một ít tiền tu luyện. Tiểu tháp nói, không có. Diệp Quân cạn lời. Tiểu tháp nói, ngươi có thể đi cướp. Diệp Quân sửng sốt. Tiểu tháp nói tiếp, nếu ngươi có gánh nặng tâm lý thì có thể học người nào đó. Cô ấy có chiêu gọi là chấp pháp câu cá, dùng chiêu này thì không còn gánh nặng tâm lý gì cả. Chấp pháp câu cá, lập bẫy, lừa lọc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.